Các bạn đang nghe truyện tất cả đệ tử của ta đều có tư chất đại đế trên kênh TV Audio CV. Chương 798, Chư Thần Hoàng Hôn, Côn Luân Khư Vì sao phải để tông chủ thánh phù tông chủ lấy ra tin tức ngũ tinh nhưng không có ưu thế, còn có những lần thử nghiệm trước đó? Bởi vì lúc cạnh tranh truyền thừa của kiếm thần, thánh tông chủ lấy ra tin tức có giá trị không tính quá cao nhưng lại bị thiên tấn thương hội đánh giá tới ngũ tinh nhờ đó mà bắt lấy được vật phẩm đấu giá đầu tiên. Lại kết hợp với phỏng đoán của mấy người dịp thu bạch trước đó. Thiên tấn thương hội có hợp tác với vô gian luyện ngục. Khi tin tức về đấu giá hội vừa được tung ra, khắp nơi gió nổi mây phun, có thể nói là gây nên một trận hỗn loạn. Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, chỉ có thể nói là chuyện khác thường chắc chắn có yêu nghiệt. Đối phương muốn mượn chuyện này để che giấu chuyện khác tin tức đấu giá đầu tiên có khả năng lớn là Thiên Tấn Thương Hội cố ý muốn tặng cho Thánh Phù Tông, hoặc là nói đưa cho mấy người Diệp Thu Bạch đang ở cùng phòng với Thánh Phù Tông. Thân là quân sư, tuy rằng Lâm Trí Nam không có ở bên cạnh mấy người Diệp Thu Bạch, nhưng dựa vào những tin tức thu thập được từ đầu buổi đấu giá tới giờ hắn vẫn ngửi được một ít mùi vị không tầm thường. Do đó truyền âm cho Diệp Thu Bạch để dò xét thử và hắn còn nhờ đại trưởng lão linh tiên cung đại trò chuyện với cường giả thiên tiên cảnh hậu kỳ đã đưa ra tức trị giá trị ngũ tinh kia một phen vì hai người vốn có giao tình. Hỏi xem tin tức của đối phương có giá trị chính xác là ở mức nào. Hai bên phối hợp với nhau, e là không có bất kỳ sai lầm. Nếu đúng vậy, trên cơ bản bọn họ đã chứng thực được giữa Vô Gian luyện ngục và Thiên Tấn thương hội có hợp tác. Mục đích Thiên Tấn thương hội làm thế này là vì muốn cho bọn họ đi tới những địa phương bên trong tin tức đấu giá được e là những nơi này đã được vô gian luyện ngục mai phục thiên la địa võng đi. Đợi một hồi cũng nhận được truyền âm từ Lâm Trí Nam. Đại trưởng lão nói tin tức ngũ tinh kia cũng không tính là quá hấp dẫn. Nghe đến đây, Diệp Thu Bạch liền cao mày. Chẳng lẽ đương thật sự là trùng hợp, là bọn họ lo lắng nhiều, nhưng nào có nhiều chuyện trùng hợp như hôm nay, không bao lâu. Vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng lên đài. Nụ cười trên mặt tử y cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Mọi người nhìn thấy biểu tình của Tử Y cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Rốt cuộc tin tức cuối cùng được đấu giá là về cái gì? Cái gì mà có thể khiến đấu giá sư thủ tịch của Thiên Tấn Thương Hội lộ ra vẻ mặt này? Tử Y chậm rãi nói, tin tức này là tàn thứ phẩm, nói cách khác chúng ta cũng tình cờ nhận được một mảnh ghép tin tức hoàn chỉnh trong một trò chơi ghép hình thôi. Khi nghe Tử Y nói lời này, mọi người cũng sửng sốt. Tàn thứ phẩm sao, còn không phải hoàn chỉnh? Vậy mà có thể đặt ở vị trí cuối cùng để bán đấu giá, còn làm cho đấu giá sư thủ tịch của Thiên Tấn Thương Hội lộ ra biểu tình thế này. Chẳng lẽ là dù tin tức không hoàn chỉnh cũng mang đến chỗ tốt kinh thiên, khi mọi người cảm thấy khó hiểu thấy khó hiểu thì Tử Y lại nói tiếp. Ta chỉ có thể tiết lộ 3 điểm. Chư thần hoàng hôn, cung luân khư có quan hệ giới vực vĩ độ cao. Khi mọi người nghe được năm chữ giới vực vĩ độ cao chư thần hoàng hôn cùng với côn luân khư trước đó đã bọn họ tự động bỏ qua. Ngay lập tức có cường giả thiên tiên cảnh bắt đầu hít thở dồn dập. Hơi thở điên cuồng trào ra, ép một số người tu đạo có thực lực yếu chung quanh nằm sát trên sàn. Nếu như không phải hội trường đấu giá do thiên tấn thương hội đặc biệt chế tạo, e là ngay cả này cũng sẽ bị hơi thở của nhiều cường giả thiên tiên cảnh phá vỡ, trong gian phòng của hiên viên Hoàng Tông. Sắc mặt tông chủ hiên viên Hoàng Tông trở nên ngưng trọng, nói không tiếc mọi giá bắt lấy tin tức này, môn chủ tứ tượng môn cũng nói lời tương tự. Chỗ linh tiên cung thì người làm chủ là đại trưởng lão Trương Quang. Trương Quang nghe được tin tức này, trầm mặt nói, chẳng lẽ dị thường ở vô tận hải vực là do manh mối về vĩ độ cao bị tiết lộ mà tạo thành, trong gian phòng của Tô Gia. Cung Phụng Hoàng Thuận cảm thấy khó hiểu nói, chư thần hoàng hôn. Cung Luân Khư Còn có manh mối về giới vực vĩ độ cao, Ba điểm này có liên hệ với nhau sao? Không đề cập tới manh mối về giới vực vĩ độ cao. Bọn họ đều chưa từng nghe qua chư thần hoàng hôn cùng với cung luân khư. Giờ phút này, chỗ người thánh phù tông, thánh tông chủ cùng với đại trưởng lão đều kinh ngạc vì manh mối về giới vực vĩ độ cao. Còn mấy người mục phù sinh, diệp thu bạch, hồng anh thì lại tò mò không biết chư thần hoàng hôn là có ý gì. Chỉ có tiểu hắc khi nghe được ba chữ cung luân khư hai mắt tức khắc sáng ngời mảnh vỡ linh hồn tiếp theo của hắn được giấu ở trong côn luân thư rốt cuộc hiện giờ cũng có manh mối về côn luân thư nhưng hiện tại tiểu hắc có bắt được manh mối về côn luân thư sau đó tìm được mảnh vỡ linh hồn thì cũng không cách nào hấp thu bởi vì cường độ thân thể hiện tại không chịu nổi nhận ra biểu tình của tiểu hắc ninh trần tâm cười hỏi sư đệ ngày thường dù gặp bí bảo truyền thừa mê người thế nào đều không thấy ngươi có hứng thú như thế nào nghe thấy tin tức liền hứng thú sao diệp thu bạch cũng chú ý nói như thế nào có hứng thú với manh mối về giới vực vĩ độ cao tiểu hắc lắc lắc đầu nói là côn luân khư nơi đó có mảnh vỡ linh hồn của ta nghe vậy hồng anh cười khẽ một tiếng vậy là chúng ta nhất định phải phải bắt lấy tin tức mới được một phù sinh thì bất đắc dĩ nói chỉ là một tin tức không trọn vẹn không hoàn chỉnh dù có bắt được cũng không cách nào thăm dò rõ côn luân khư đến tột cùng ở địa phương nào mặc kệ như thế nào cứ thử trước đi huống hồ thánh tông chủ cũng sẽ toàn lực tranh đoạt quyền sở hữu tin tức này đối với bọn họ mà nói tiến vào giới vực vĩ độ cao đột phá công xiền cảnh giới mới là quan trọng nhất khi tự y nói bắt đầu ra gái cạnh tranh trong lúc nhất thời ánh sáng xanh từ ngọc bội thắp sáng toàn bộ hiện trường đấu giá vô số người đã gấp không chờ nổi mà đứng lên cầm lấy ngọc bội bắt đầu truyền tin tức tới giờ khắc này rồi những tin tức có giá trị tứ tinh đã không đủ dùng vừa ra giá trực tiếp đưa ra tin tức có giá trị đạt tới ngũ tinh bởi vì quá nhiều tin tức nên thời gian đánh giá cũng không mau tự y không ngừng khống chế tràn diện vừa ổn định người các thế lực và tán tu nhưng mà các thế lực đứng đầu ở trên còn chưa có ra tay đợi những người bên dưới ra tay xong mới là thời khắc thích hợp dù sao bọn họ tiến vào nơi này là vì tin tức đấu giá cuối cùng. Vì thế nên bảo tồn không ít tin tức ngũ tinh có khả năng cạnh tranh cao. Bọn họ cũng không có đặt những thế lực cùng với tán tu bên dưới vào trong mắt. Đối thủ cạnh tranh của bọn họ chính là những thế lực ở trong các gian phòng như mình. Trong quá trình thu thập tin tức, khí vận, nhân số, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Mà thân là thế lực đứng đầu, thánh phù tông, hiên viên hoàng tông, tứ tượng môn tô gia cùng với linh tiên cung hiện giờ vẫn chưa ra giá bọn họ thật sự không cần lo lắng đám tán tu cùng với mấy thế lực cấp thấp có thể lấy ra tin tức ngũ tinh có giá trị cao thế nào dù cho mười mấy lão quái vật thiên tiên cảnh đỉnh thì cũng chỉ là tán tu cũng chỉ có một người tin tức mà tìm được cực kỳ hữu hạn căn bản không đáng để sợ hãi cho nên bọn họ chỉ cần cạnh tranh với những thế lực cung cấp với mình lúc này tử y cao giọng nói bốn tin tức ngũ tinh còn có bên nào ra giá cao hơn sao tới một bước này quả nhiên tiếng nói bên dưới đã dần dần tắt ánh sáng xanh từ ngọc bội tản ra lục cũng ít đi chỉ có nhiều người trên mặt có vẻ không cam lòng thậm chí còn có người dùng ánh mắt giấu giếm sát ý nhìn về phía người cầm quyền của thế lực nhất lưu ra giá bốn tin tức ngũ tinh dù ở chỗ này không cách nào cạnh tranh được thì sau đấu giá hội cũng có thể tiến hành giết người cướp của, đó chính là tin tức về giới vực vĩ độ cao, trong nhóm người bọn họ ở đây đã có vài cường giả thiên tiên cảnh có thọ mệnh sắp tới phần cuối. Nếu như không cách nào đột phá tầng gông cùng xiền xích kia thì bọn họ sẽ đối mặt với cái chết mà bọn họ không cách nào tiếp thu. Thân thể không cách nào thừa nhận được thiên nhân ngủ suy cuối cùng ngã xuống. Mà nếu như có thể tiến vào giới vực vĩ độ cao, đại biểu cho bọn họ có thể tìm được phương pháp đột phá công cùng xiền xích, đột phá cảnh giới, thọ mệnh cũng sẽ được kéo dài lần nữa. Ngay thời điểm tử y nói, không có người tiếp tục tăng giá sao, vừa dứt lời, gian phòng tứ tượng môn có động tĩnh đầu tiên. Ánh sáng xanh từ ngọc bội lóe lên. Tử y nghe được phía sau đánh giá giá trị, cười nói, bốn tin tức ngũ tinh, nhưng giá trị so với bốn tin tức của vị ra giá trước cao hơn không ít. Người ra giá bốn tin tức ngũ tinh khi nãy nghe được lời tử y nói, sắc mặt không khỏi trùng xuống. Bốn tin tức ngũ tinh đã là thế lực của hắn vơ vét hết nội tình. Lúc này hiên viên Hoàng Tông đồng dạng nhập cục. Tử y nói, hiên viên Hoàng Tông ra năm tin tức ngũ tinh có giá trị cao. Lúc này, tiếng cười của đại trưởng lão Linh Tiên Cung Chương quan bỗng truyền ra. Hai vị, nhất định phải thử nhau như vậy sao, trực tiếp tung ra vốn liếng của mình đi, ai vốn mạnh hơn thì thuộc về người đó, bên trong gian phòng của Tô Gia. Cung Phụng Hoàng Thuận cười một tiếng, nói không sai, hai vị tông chủ thân ở nơi cao nhiều năm, không khỏi quá cẩn thận đi nha, hành động này không phù hợp với con đường tu đạo của chúng ta. Dứt lời. Phía phòng Tô Gia cũng lóe ánh sáng xanh lục. Sau đó tự y nhận được đánh giá, nhẫn miệng cười nói, Tô Gia ra chính tin tức ngũ tinh giá trị cao. Chính tin tức. Các thế lực cùng với Tán Tu bên dưới nghe thấy số lượng này đều không khỏi hút một mụn khí lạnh. Một thế lực nhất lưu đã xem như thế lực rất cường đại ở giới vực Trung Vĩ Độ nhưng chỉ có thể lấy ra bốn tin tức. Còn Tô Gia lại trực tiếp lấy ra chính tin tức, tất cả đều là tin tức ngũ tinh, chênh lệch giữa hai bên không khỏi quá lớn đi. Tông chủ hiên viên Hoàng Tông và tứ tượng môn thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Chính tin tức ngũ tinh giá trị cao đã vượt qua khả năng ra giá của bọn họ. Tô Gia là một thế lực lánh đời hàng đầu, có nội tình vô cùng thâm hậu. Đệ tử dưới trướng cực kỳ yêu nghiệt. Khí vận mười phần. Chỉ bằng chính tin tức ngũ tin này thôi, hiên viên Hoàng Tông và tứ tượng môn đã hiểu rõ thêm một ít. Những thế lực lánh đời này cường đại hơn mấy thế lực đứng đầu bên ngoài bao nhiêu phần. Đại trưởng lão Linh Tiên Cung Trương quan cười nói, Hoàng Thuận, xem ra chiến quả Tô Gia các ngươi thu trong mấy ngày nay không tồi nha, xúc động không ít người đi, Hoàng Thuận trả lời, động tĩnh của Linh Tiên Cung các ngươi cũng không nhỏ, lấy ra xem xem của ai có giá trị cao hơn. Trương Quang cười một tiếng, sau đó cầm lấy ngọc bội trong tay. Ánh sáng xanh lục lóe lên, tin tức được truyền ra. Chỉ trong chốc lát, tử y đã thu được đánh giá. Sau đó nàng cười nói, rất đáng tiếc, Linh Tiên Cung cũng đưa ra chính tin tức ngũ tinh tin tức, chỉ là có một tin tức trong chính tin tức có thể nói là giá trị bình thường thôi cho nên trước mắt bên ra giá cao nhất vẫn là tô gia sắc mặt chương quan tức khắc tối sầm hoàng thuận thì lại ôm quyền hướng về phía gian phòng linh tiên cung rồi cười to nói đa tạ đa tạ ngay sau đó hoàng thuận liền nhẹ nhàng thở ra ngồi xuống ghế mỉm cười nhìn về phía tô mộ u bên cạnh may mà nha đầu ngươi cơ linh lúc tin tức đấu giá hội mở ra vừa xuất hiện liền nhanh chóng vơ vét tin tức bằng không với lượng tin tức ban đầu trong tay chúng ta e là thật sự không tranh được với linh tiên cung nói tới đây hoàng thuận cảm khái nói cũng khó trách gia chủ thừa nhận áp lực lớn trực tiếp bỏ qua phụ thân và thúc thúc ngươi muốn truyền vị trí gia chủ cho ngươi tô mộ u nghe vậy bất đắc dĩ nói đừng cao hứng quá sớm còn có thánh phù tông chưa ra tay kìa nghe được tô mộ u nói hoàng thuận tức khắc đứng lên tỉnh táo đúng vậy vẫn còn thánh phù tông nữa làm sao lại quên mất phú hào này rồi trong mấy buổi đấu giá hội thế này cái gì quan trọng nhất khí vận nhân mạch cùng với thực lực không nói tới khí vận và thực lực của thánh phù tông chỉ nói tới nhân mạch thôi ngay cả thế lực lánh đời như linh tiên cung cùng tô gia cũng biết mình không theo kịp phải biết rằng gần như mỗi ngày đều có cường giả tiến đến thánh phù tông cầu phù thường xuyên qua lại như thế nhân tình và nhân mạch dần dần tích lũy khi có nhân tình cùng nhân mạch, hiệu suất thu thập tin tức của Thánh Phù Tông sẽ cực kỳ cao. Khi Hoàng thượng suy nghĩ đến đây, quả nhiên từ gian phòng Thánh Phù Tông có một tia sáng xanh lục truyền ra. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Tử Y khẽ mở môi đỏ, mở miệng nói: "Thánh Phù Tông, 11 tin tức đều là tin tức ngũ tinh có giá trị cao." Nghe đến đây, các tán tu cùng với người thế lực Nhị Lưu và Nhất Lưu bên dưới đều cảm thấy kinh hãi. 11 tin tức Nhiều như vậy sao, Hoàng Thuận lại đặt mông ngồi xuống ghế. Khác với cái ngồi đầy khí phách và hăng hái khi nãy. Lần này sắc mặt hắn dại ra. Còn sắc mặt tông chủ hiên viên Hoàng Tông cùng tứ tượng môn thì càng âm trầm hơn. Nếu như đối phương chỉ là thế lực cấp thấp cùng với một ít tán tu. Như vậy bọn họ sẽ không hoảng loạn. Chỉ cần sau khi đối phương ra ngoài, tiến đến vào một nơi hoang vắng, tiến hành giết người cướp của là xong có lẽ đây không tính là cách làm của danh môn chính phái nhưng khi có chuyện liên quan đến lợi ích to lớn của bọn họ thì bọn họ sẽ không từ thủ đoạn sau khi làm xong xóa sạch mọi dấu vết nhặt lại bốn chữ danh môn chính phái là xong thôi cá lớn nuốt cá bé quy luật tự nhiên ai là chính ai là tà có mấy ai có thể phân định rõ ràng đây đấu giá hội đấu giá tin tức kết thúc với việc thánh phù tông dùng 11 tin tức ngũ tin giá trị cao chục được món cuối cùng cũng chính là manh mối về giới vực vĩ độ cao tuy rằng chỉ là tàn thứ phẩm không phải một tin tức hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để cho nhiều người tu đạo điên cuồng dù sao nhiều năm như vậy rồi đừng nói là manh mối ngay cả một chút tin tức đều không có hiện giờ rốt cuộc thấy được hy vọng tất nhiên ai cũng muốn nắm lấy muốn chiếm làm của riêng một ít thế lực ảm đạm rời khỏi nhưng mà trong lòng đều đang suy nghĩ nên làm như thế nào để lấy được tin tức từ trong tay thánh phù tông có một ít tán tu một ít lão quái vật thiên tiên cảnh cũng nghĩ xem có biện pháp nào hợp tác với thánh phù tông hay là trả giá giá thế nào để cùng có được tin tức cùng tiến hành thăm dò một ít thế lực đứng đầu như hiên viên hoàng tông tứ tượng môn liền tìm tông chủ thánh phù tông để tiến hành đàm phán thánh tông chủ cũng không có từ chối nhưng cũng không có trực tiếp đồng ý nói cách khác hiên viên hoàng tông và tứ tượng môn đưa ra cái giá không đủ để làm thánh tông chủ đồng ý chia sẻ tin tức này Mấy người dịp thu bạch hội họp với Lâm Trí Nam cùng Tô Mộ U Hiện giờ bọn họ đang suy nghĩ về điểm đáng ngờ của buổi đấu giá hội này Điểm đáng ngờ quá nhiều Nhưng mà đã thử qua rồi Kết quả lại không có bất kỳ vấn đề Nhưng mà không có vấn đề ngược lại điểm đáng ngờ lớn nhất Nếu nói thiên tấn thương hội và vô gian luyện ngục mà không có liên quan đến nhau Bọn họ không tin Chỉ là bọn họ chưa phát hiện được sơ hở mà thôi Lúc này các thế lực khác đã lần lượt rời đi thánh tông chủ thì mang theo mấy người dịp thu bạch đi tới phòng khách mà thiên tấn thương hội kiến tạo tạm thời tất nhiên phòng khách cũng vô cùng xa hoa tuy rằng kiến tạo tạm thời nhưng tài chất chung quanh đều do tài liệu cực kỳ kiên cố cấu trúc thành lại còn có trận pháp cách âm phối hợp với phù triện chỉ cần không phải cường giả thiên tiên cảnh đỉnh thì không thể nghe lén nhưng mà một khi có cường giả thiên tiên cảnh đỉnh tiến hành nghe lén cũng sẽ bị cường giả thiên tấn thương hội phát hiện. Nếu như bị phát hiện nghe lén thì đồng nghĩa với treo chọc thiên tấn thương hội. Dù là cường giả thiên tiên cảnh đỉnh cũng sẽ kiên kỵ thương hội có nội tình to lớn thế này. Chờ đợi không bao lâu thì có một nữ tử dáng người nóng bỏng, gương mặt tuyệt mỹ, khóe mắt điểm suyết một nốt rồi đẩy cửa mà vào. Khí chất cùng với độ nhận diện cao thế này chỉ có thể là tự y, tự y vẫn mặc váy dài màu tím, chẳng qua phủ thêm một kiện áo làm từ lông ma thú nào đó. Trông đẹp đẽ và quý giá. Bàn tay tử y có cầm một hộp ngọc nhỏ, tươi cười tiến đến đặt hộp ngọc nhỏ đặt trước mặt thánh tông chủ. Thánh tông chủ, tin tức các ngươi đấu giá được đều ở bên trong này, có thể kiểm tra thực hư. Thánh tông chủ phất phất tay thu hộp ngọc lại, ngay sau đó cười nói ai cũng biết thiên tấn thương hội sẽ không làm mấy hành vi lừa gạt khách nhân, không cần kiểm tra thực hư. Tử Y không người nói, "Đa Tạ Thánh Tông chủ." Ngay sau đó, Tử Y nhìn về phía Diệp Thu Bạch, Hồng Anh, Tiểu Hắc cùng với Thạch Sinh bên cạnh Thánh Tông chủ, tò mò hỏi, thứ cho Tử Y nói thẳng, hình như những người này đều không phải đệ tử Thánh Phù Tông đi, ngoại trừ một phù sinh, mấy người còn lại đều không có hơi thở thuộc về phù sư. Thánh Phù Tông chỉ tuyển nhận phù sư. Thánh Tông chủ cười vẫy vẫy tay, nói, "Chỉ là ta một ít hậu bối." các ngươi có thể giao lưu chút đó, dù sao đều là yêu nghiệt trẻ tuổi. Tử Y khiêm Tốn nói, thánh tông chủ quá khen, thiên phú của Tử Y không có xuất sắc như ngài nói như vậy. nhưng trong lòng nàng vẫn có chút kinh ngạc. tuy rằng nàng cũng không phải thích nổi bật, không tranh đua cùng người khác, nhưng mà thiên phú của nàng được nhận định là yêu nghiệt đỉnh cấp ở giới vực trung vĩ độ. so với tô mộ u, yêu quý, nhạc chính trị đều tốt hơn hiện giờ đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh. Chỉ là bởi vì thiên tấn thương hội vẫn luôn ở thế trung lập nên không có người xếp hạng tự y. Lời Thánh Tông chủ nói chính là mấy người trẻ tuổi này có thể sánh vai với nàng. Tu luyện tới cảnh giới như Thánh Tông chủ sẽ không cố tình nói quá, là thế nào chính là thế ấy. Không cần phải thổi phồng làm gì. Từ khi nào mà giới vực trung vĩ độ có thêm nhiên yêu nghiệt thế này, lại còn là mấy người, đây là suy nghĩ của tử y, cũng không phải nàng cuồng ngạo mà là cảm thấy kinh ngạc cùng khó hiểu. Lúc này, thạch sinh đột nhiên cảm giác mình bị đẩy về phía trước. Hắn vốn đang có chút thất thần. Hiện giờ không chú ý bị đẩy tới, lão đảo bước đến gần tự y, thiếu chút nữa đụng phải nàng rồi. Thạch sinh nhìn về phía tự y, tự y dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn khiến mặt hắn nóng lên. Ngay sau đó lập tức quay đầu lại, u oán nhìn về phía các sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội nhưng mà các sư huynh sư tỷ đều quay đầu sang hướng khác đại sư huynh thì nhìn kiếm trong tay nhị sư tỷ thì nhìn ra ngoài cửa sổ tam sư huynh xem sách trên tay tứ sư huynh thì cúi đầu nhìn nắm tay của mình tất cả đều giống như đang nói chuyện này không liên quan tới chúng ta thánh tông chủ nhìn thấy một màn này không khỏi nở nụ cười âm thầm cảm khái tuổi trẻ thật tốt nhưng mà thạch sinh quá khờ khạo cho hắn cơ hội cũng không biết dùng chỉ thấy hắn nhìn về phía tử y yên lặng ánh mắt không ngừng nhìn trái nhìn phải ngay khi tử y muốn mở miệng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ thì bỗng nghe thạch sinh nói thiên tấn thương hội có hợp tác với thế lực khác sao tức khắc mấy người dịp thu bạch hồng anh đưa ra ngay sau đó không hẹn mà cùng che kín mặt tên này thẳng nam sách thép nha tử y nghe vậy cũng hơi sửng sốt ngay sau đó lắc đầu nói thiên tấn thương hội vẫn luôn bảo trì thế trung lập cũng không có hợp tác bất kỳ một phương thế lực nào. Vì sao ngươi lại hỏi chuyện này? Thạch Sinh còn muốn nói gì nữa nhưng Diệp Thu bạch sợ hắn lỡ miệng nên lập tức tiến lên bịt miệng Thạch Sinh, cười gượng nói không có việc gì, hắn có chút thẹn thùng cho nên đang hồ ngôn loạn ngữ. Nghe vậy, Tử Y che miệng cười khẽ một tiếng, ngay sau đó liền cáo biệt, nói vậy về sau chúng ta còn có nhiều cơ hội gặp mặt, thương hội còn có việc nên Tử Y xin cáo lui trước. Nàng dứt lời liền rời đi. Diệp Thu Bạch buông bàn tay bịt miệng Thạch Sinh, hận rèn sắt không thành thép nói không biết cố gắng mà. Thạch Sinh u oán hỏi ngược lại, vừa rồi là đại sư huynh đẩy ta ra đi, Diệp Thu Bạch sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu nói không phải ta, ta sẽ không làm. Lời còn không có nói xong thì Hồng Anh liền nói chêm vào, ta thấy đại sư huynh đẩy ngươi. Diệp Thu Bạch Đại hiệp cổng nồi lại lên đài. Nhưng mà lần này không có cổng sai nồi nha manh mối về giới vực vĩ độ cao nhanh chống truyền vào trong tay những người tu đạo đang ở vô tận hải vực tức khắc gian tạo nên một làn sóng tranh luận thật lớn nhưng mà tin tức này lại rơi vào trong tay thánh phù tông nếu như một thế lực bình thường nắm giữ tin tức này e là đã sớm đã bị các thế lực lớn mạnh mẽ đoạt lấy còn thánh phù tông là một thế lực đứng đầu lại có được đại lượng phù triện cùng với nhân mạch cực kỳ rộng muốn đoạt thức ăn trong miệng thánh phù tông sao e là cần phải suy xét cho kỹ. Hiện giờ đoàn người ở trung tâm dư luận đã về tới cứ điểm Thánh Phù Tông. Sau khi về tới cứ điểm, Thánh Tông chủ liền lập tức hạ lệnh cho các đệ tử cùng với các trưởng lão trùng kiến cứ điểm đã bị phá hư cùng với tăng cường phòng ngự ở các phương diện. Ngay cả phù triện cũng nhiều hơn trước đó mấy lần, hiện tại e là có vài tên cường giả thiên tiên cảnh đồng thời công kích cũng cần tốn thời gian một nén nhang mới có thể công phá phòng ngự. Dù sao cũng đã có được manh mối về giới vực vĩ độ cao nếu như không tăng cường phòng ngự, lỡ như có mấy kẻ không sợ đắc tội thánh phù tông tới mạnh mẽ đoạt lấy cũng có thể chủ động ứng phó. Bên trong một căn phòng, thánh tông chủ cũng gọi mấy người thảo đường tụ họp. Chỉ nghe hắn nói, trước đó có phải các ngươi có hứng thú với côn luân khư hay không, tiểu hát cực cực đầu. Thánh tông chủ nói, đã như vậy thì tin tức này các ngươi cũng có thể xem. Một phù sinh nghe xong lập tức nói, tiền bối, chuyện này không tốt lắm đâu, Rốt cuộc cũng là ngài chụp được nha, hơn nữa tin tức này lại quan trọng như thế, sao có thể dễ dàng cho chúng ta biết. Thánh tông chủ trợn trắng mắt, nói, tiểu tử ngươi đừng làm bộ, rõ ràng muốn biết mà còn ở nơi này giả mù sa mưa. Một phù sinh vò đầu cười gượng một tiếng. Diệp Thu Bạch thì trực tiếp ôn quyền nói, ân tình của tiền bối ngày sau chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Thánh tông chủ muốn nghe chính là một câu này. Hắn coi trọng không chỉ có mấy người một phù sinh, Diệp Thu Bạch, tiểu hát. Hắn càng coi trọng vị sư tôn và thế lực thần bí phía sau bọn họ. Có thể đồng thời dạy dỗ ra nhiều yêu nghiệt như vậy, không có khả năng là hạng người hời hợt. Giao hảo với đệ tử của vị đại năng thần bí kia tất nhiên cũng có nghĩa là giao hảo với vị đó rồi. Ở bên ngoài không có người nào thật tình thật lòng đối đãi ngươi. Đối với ngươi tốt chắc chắn là vì ngươi mang đến lợi ích. Giống như nói đúng với một phù sinh như vậy đó là coi trọng trên người hắn thiên phú nhận định hắn ngày sau có thể làm thánh phù tông đi hướng không thuộc về nó đỉnh lại giống như đối tốt với các sư huynh đệ của một phù sinh là vì đại năng phía sau bọn họ nếu như bọn họ có thiên phú bình thường sao thánh tông chủ cùng người thánh phù tông lại coi trọng thế này e là cho dù chết ở bên ngoài cũng sẽ không chớp mắt một cái tuy rằng nghe rất tàn khốc nhưng lại chính là hiện thực chỉ cần nhớ kỹ ngoại trừ người thân cận thì không có người nào vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi. Thánh Tông chủ mở hộp ra, đưa tin tức về truyền thừa của kiếm thần cho Diệp Thu Bạch. Sau đó đó là lấy ra cuộn giấy đặc thù kia trải ra trên bàn. Bên trên cũng không ghi chép gì nhiều. Có thể nhìn ra tin tức không trọn vẹn. Con đường thượng giới, vô tận biển sâu. Nhật Nguyệt Tương Hổ, Lưỡng Luân Kiểu Nguyệt, Cung Luân Khư Hiện. Vô tận hải vực, chứng kiến chư thần hoàng hôn. Tin tức cực kỳ mơ hồ. Mọi người xem xong đều không khỏi nhíu nhíu mày. Thật ra chư thần hoàng hôn có thể lý giải thành một trận chiến tranh có quy mô cực kỳ lớn diễn ra vào thời thượng cổ. Địa điểm diễn ra chiến tranh chính là vô tận hải vực. Cũng có thể thuyết minh vì sao bên trong vô tận hải vực có nhiều truyền thừa từ các cường giả cùng với thiên tài địa bảo như vậy. Nhưng còn nhật nguyệt lẫn nhau, lưỡng luân kiểu nguyệt, cung luân khư hiện, cùng với con đường thượng giới, vô tận biển sâu rốt cuộc có ý gì? Hồng Anh nhíu mày nói, con đường thượng giới này hẳn là chỉ giới vực vĩ độ cao đi, còn vô tận biển sâu chẳng lẽ chỉ chỗ nào đó? Nghe vậy, Thánh Tông Chủ khẽ lắc đầu nói, vô tận biển sâu, ở giới vực trung vĩ độ cũng không có địa phương nào mang tên này. Một khi đã như vậy, Diệp Thu Bạch vuốt cầm nói, e là mô tả một địa phương. Vô tận biển sâu, chẳng lẽ chỉ chỗ sâu bên trong vô tận hải vực, Thánh Tông Chủ tỏ vẻ u sầu. Tuy rằng hiện giờ từ bên ngoài đến trung đoan vô tận hải vực không còn quá nhiều nguy hiểm. Nhưng những nguy hiểm tiềm tàng cũng tụ tập vào chỗ sâu bên trong vô tận hải vực, dù là cường giả thiên tiên cảnh đỉnh tùy tiện bước vào trong đó cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại, thi cốt vô tồn, một phù sinh bất đắc dĩ nói hẳn là còn có manh mối khác, hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm mấy phần tin tức tàn dư khác kết hợp lại mới có đáp án chính xác. Thánh Tông chủ gật đầu. Ngay sau đó Ninh Trần Tâm bên cạnh đột nhiên nói, tiền bối, nếu tin tức này cũng không có tác dụng quá lớn, ta ký nghị thả tin tức ra đi. Dù sao hiện tại ngoại giới đều đang nhìn chằm chằm Thánh phù tông, như hổ rình mồi lâm le tin tức này. Có một ít thế lực có thể sẽ mượn chuyện này mà sinh sự. Thay vì như vậy còn không bằng thả tin tức ra trước, ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì. Một phù sinh và Diệp Thu Bạch cũng gật đầu đồng ý, Thánh tông chủ nghe xong gật đầu sau đó gọi người. Nhanh chóng thả tin tức về giới vực vĩ độ cao này ra ngoài tức khắc. Những cái đó thế lực đang suy xét xem nên làm như thế nào để lấy được tin tức từ Thánh Phù Tông bổn nhận được tin tức. Con đường thượng giới, vô tận biển sâu. Tất cả mọi người đều hơi sửng sốt. Thánh Phù Tông thế mà chủ động thả tin tức ra ngoài, nhưng sau khi biết tin tức và suy nghĩ, bọn họ cho rằng thông đạo tiến đến giới vực vĩ độ cao ở chỗ sâu trong vô tận hải vự. Rút ra một kết luận tương tự như Thánh Phù Tông. Không vào được ở cứ điểm linh tiên cung sau khi lâm trí nam biết được tin tức không khỏi cười nói rất là thông minh nha biết chủ động thả tin tức ra ngoài đại trưởng lão trương quang cười nói làm được chuyện này cũng cần phải có đại khí phách lâm trí nam cười một tiếng không nói gì theo hiểu biết của hắn thì chuyện chủ động thả tin tức ra ngoài tuyệt đối không phải ý của thánh tông chủ với tính cách của thánh tông chủ ít nhất cũng muốn dùng tin tức này kiếm chút lợi ích mới được ở cứ điểm tô gia hoàng thuận kinh ngạc nói từ khi nào mà thánh tông chủ này hào phóng như vậy tô mộ u lại lắc đầu nói tự nhiên không phải chủ ý của hắn ý ngươi nói là những người trẻ tuổi đó ra chủ ý sao tô mộ u cười nói cũng chỉ có bọn họ đồng thời ở một nơi có hắc ám bao phủ một người người mặc áo đen nghe được tin tức này cười lạnh một tiếng nói thật sự rất quyết đoán làm hỏng một kế hoạch của lão tổ ta rồi nhưng ngược lại cũng không thành vấn đề. Ở cứ điểm Thánh Phù Tông, trải qua thương thảo, mấy người Diệp Thu Bạch quyết định xuất phát tiến về địa phương trên bản đồ lấy được chỗ sinh linh Thúy Căng đánh dấu. Đương nhiên trước khi xuất phát Thánh Tông Chủ cũng đưa cho bọn họ không ít phù triện. Đồng thời phái đại trưởng lão theo sát bọn họ, tiến hành bảo hộ. Như vậy cho dù có gặp phiền toái hay rơi vào bẫy rập cũng có thể giữ chân đối phương. Xem địa phương mà trên bản đồ đánh dấu và dò hỏi tông chủ Thánh Phù Tông. Thánh tông chủ nói, nơi này là địa phương còn chưa thăm dò. Nơi này cũng ở trung đoạn Vô Tận Hải vực. Tuy rằng những ma thú hung hãn đều đã tập trung vào chỗ sâu trong Vô Tận Hải vực, nhưng mà tới khu vực trung đoạn, nguy cơ ẩn giấu nơi đó vẫn còn rất nhiều. Huống hồ địa phương đánh dấu trên bản đồ còn là một chỗ chưa được thăm dò qua. Không cần nói cũng biết nguy hiểm như thế nào chuẩn bị xong mọi thứ đoàn người thảo đường cùng với đại trưởng lão thánh phù tôn liền rời khỏi cứ điểm hướng về phía vô tận hải vực bên kia ở cứ điểm của thiên tấn thương hội trong một gian phòng trong ngăn nắp gọn gàng tử y đang ngồi trên một chiếc ghế trong tay cầm mấy cuộn da dê trên mấy cuộn da dê này ghi chép tin tức về mấy người dịp thu bạch từ khi bọn họ đột nhiên xuất hiện ở giới vực trung vĩ độ tất cả chuyện đã phát sinh trên cơ bản đều được ghi chép thật sự thú vị tử y một tay chống cầm ném cuộn da dê lên trên bàn cũng khó trách tông chủ thánh phù tông đánh giá bọn họ cao như thế thông qua mấy tin tức ghi chép thì bọn họ làm được những chuyện như vậy đúng thật là có thể coi như yêu nghiệt hàng đầu tử y chuyển ánh mắt về hướng bên ngoài cửa sổ giờ phút này bên ngoài cửa sổ là ban ngày mặt trời chói chang treo cao nhưng lại có sương mù nồng đậm nhìn thấy đều là một mảnh trắng xóa. Vậy truyền thừa của kiếm thần phỏng chừng đưa cho Diệp Thu Bạch đi. Thánh địa luyện thể. Thì để cho tên thể tu tên Tiểu Hắc. Tông chủ thánh Phù Tông cũng là một con cáo già, không tiếc trả giá nhiều như vậy chỉ để mượn sức bọn họ. Nhưng mà chỉ là mượn sức mấy người trẻ tuổi có tiềm lực lớn sao, tự y thoáng suy nghĩ liền có thể nghĩ đến. Có thể đồng thời bồi dưỡng ra nhiều yêu nghiệt như thế tất nhiên không phải tồn tại bình thường. Tông chủ Thánh Phù tông cáo già tất nhiên muốn giao hảo với tồn tại thần bí phía sau bọn họ đi. Nói đến tin tức về truyền thừa, Tử Y đột nhiên nhíu mày. Trên buổi đấu giá tin tức, giá trị tin tức được đánh giá ra quá mức khác thường. Giống như khi đấu giá tin tức truyền thừa của kiếm thần, tin tức mà Tông chủ Thánh Phù tông lấy ra căn bản không đạt tới ngũ tinh, nhưng mà vẫn đánh giá là ngũ tinh. Đồng thời khi đấu giá tin tức Long huyết ma uyên, khi thánh phù tông và tên cường giả thiên tiên cảnh hậu kỳ cạnh tranh cũng xuất hiện loại tình huống này tuy rằng tin tức của thánh phù tông có giá trị ngũ tinh nhưng rõ ràng vẫn thấp hơn giá trị của tin tức bên kia đưa ra một chút chẳng lẽ là người định giá phán đoán sai lầm tự y khẽ lắc đầu người định giá của thiên tấn thương hội sẽ không mắc sai lầm vậy chỉ còn có một loại khả năng e là trong này còn có âm mưu nào đó mà nàng không biết nghĩ tới đây mày liễu của tử y càng nhíu chặt hơn. Dù là nàng nhíu mày nhưng lại làm cho gương mặt trở nên phong tình hơn. Nếu có người thiên tấn thương hội ở sau lưng dở trò, như vậy ta cũng phải đi điều tra. Điều tra từ chỗ nào đây, nếu như trực tiếp điều tra từ bên trong thiên tấn thương hội thì chắc chắn sẽ rút dây động rừng. Tuy rằng mấy người thuộc cao tầng thương hội sẽ không dám làm tổn thương nàng nhưng lại cực kỳ giảo hoạt. Nhận thấy được nàng điều tra tất nhiên sẽ che giấu, xóa sạch dấu vết lúc này tử y nghĩ đến thời điểm xuất hiện sự khác thường chính là lúc thánh phù tông ra tay cạnh tranh. Đồng thời những tin tức cạnh tranh đều có liên quan đến mấy người diệp thu bạch, thạch sinh, tiểu hắc. Nói cách khác âm mưu giấu giếm bên trong vô cùng có khả năng nhằm vào bọn họ. Một khi đã như vậy, tử y nhanh chóng đưa ra quyết định, sau khi đứng dậy sau ngay lập tức biến mất tại chỗ. Bên bờ biên vô tận hải vực, có vô số người tu đạo trở về từ bên trong hải vực, cũng có vô số người tu đạo muốn bước vào trong hải vực lần nữa. Đồng dạng những người về, có người sắc mặt kinh hỉ, có người thì u sầu buồn bã. Còn có người thân bị thương nặng, giờ phút này đám người dịp thu bạch cũng đã đi tới nơi này. Dừng lại bên bờ, đại trưởng lão nhìn về phía một phù sinh, nói một phù sinh, ngươi đưa bản đồ cho ta xem. Một phù sinh gật gật đầu đưa bản đồ đưa cho đại trưởng lão. Thế thế, đại trưởng lão tiếp nhận xem xét hiển nhiên là đang xác định phương hướng đại trưởng lão từng đi qua trung đoạn vô tận hải vực cho nên hắn cũng hiểu biết trung đoạn hơn so với đám người dịp thu bạch khi đại trưởng lão đang đang xác định phương hướng bỗng có một nữ tự áo tím dáng người quyến rũ mặc như tiên tử xuất hiện bên cạnh bọn họ đám người dịp thu bạch thấy thế đều hơi sửng sốt nữ tự áo tím cười nói làm sao vậy trước đó mới gặp qua mà giờ đã không quen biết ta sao người tới đúng là tự y dịp thu bạch cười lắc lắc đầu nói chỉ có điểm kinh ngạc thôi nên tử y cô nương rõ ràng là đấu giá sư thủ tịch của thiên tấn thương hội hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện cần làm sao mà có thời gian tới nơi này ta chính là đấu giá sư nha chỉ lo chủ trì bán đấu giá thôi mấy chuyện kế tiếp cũng không cần nhúng tay tử y cười nói huống hồ bên trong vô tận hải vực có nhiều truyền thừa bí bảo như vậy ta tự nhiên cũng rất muốn đi thăm dò chút chẳng qua tử y đột nhiên chuyển giọng hình như các ngươi rất cảnh giác với ta không cần lo lắng ta chỉ trùng hợp gặp gỡ các ngươi nhưng lại không có đồng bạn đồng hành ta có thể đồng hành cùng các ngươi không đương nhiên nếu như có thiên tài địa bảo hoặc là bí cảnh truyền thừa ta chỉ cần một phần thôi nếu như có vật hữu dụng với ta các ngươi đồng ý trao đổi ta cũng sẽ dùng vật hữu dụng đối với các ngươi để tiến hành trao đổi các ngươi thấy như thế nào không cảnh giác là chuyện không có khả năng dù sao tử y là thủ tịch đấu giá sư của thiên tấn thương hội mấy người dịp thu bạch đang hoài nghi thiên tấn thương hội và vô gian luyện ngục có hợp tác với nhau đồng thời khi bọn họ chuẩn bị tiến vào vô tận hải vực tử y lại trùng hợp xuất hiện trước mặt bọn họ đây là trùng hợp thật sao lừa quỷ bờ biển vô tận hải vực rộng lớn giống như núi non liên miên vạn vạn dặm địa phương lớn như vậy lại trùng hợp đụng phải bọn họ đang lúc tiểu hắc muốn lên tiếng từ chối thì dịp thu bạch đã lên tiếng trước có thể nếu có tử y cô nương trợ giúp Vậy cũng có thể đủ thu hoạch càng nhiều. Nhưng chúng ta từ trước đến nay là ai hữu dụng thì cho người đó, mọi người đều phải ra sức. Tử Y gật đầu cười nói, đa tạ. Thương lượng xong, đoàn người liền di chuyển hướng về trung đoạn vô tận hải vực. Trên đường di chuyển, Tiểu Hách cảm thấy khó hiểu, truyền âm hỏi, chắc chắn nàng có mục đích gì đó mới muốn đồng hành cùng chúng ta, vì sao lại đồng ý chứ? Diệp Thu Bạch cười cười Truyền âm nói, đúng lúc chúng ta còn không xác định đối phương muốn làm cái gì, trên đường đi chúng ta liền có thể thử nàng, xem xem rốt cuộc Thiên Tấn Thương Hội muốn làm cái gì. Một phù sinh đồng dạng truyền âm nói, huống hồ, không phải tâm cảnh thạch sinh sư huynh không phải tâm cảnh dao động sao, vừa vặn giúp hắn giải quyết vấn đề tâm cảnh lúc này mới có thể tu luyện. Người thành thật thạch sinh nghe được bọn họ truyền âm, sắc mặt tức khắc đỏ bừng, tức giận nói, "Một sư đệ, có phải ngươi muốn đánh nhau không?" có đôi khi người thành thật bị buộc phải nóng nảy. Có thể nói hai bên đều có ý đồ của mình. Mấy người Diệp Thu Bạch và một phù sinh muốn thông qua tự y dò xét xem rốt cuộc mục đích của thiên tấn thương hội là cái gì. Cũng muốn biết xem thương hội bọn họ và vô gian luyện ngục đạt thành hợp tác như thế nào. Nhưng mà điều làm cho bọn hắn tò mò chính là thiên tấn thương hội có nội tình cùng với thực lực luôn bảo trì thế trung lập vì sao lựa chọn thời điểm này mà nhập cục. Rốt cuộc vô gian luyện ngục đưa ra điều kiện gì mà đến cả thiên tấn thương hội cũng không thể chối từ, còn tử y đâu. Tử y lại muốn đồng hành cùng mấy người dịp thu bạch, nhìn xem xem mấy cao tầng trong thiên tấn thương hội giới vực trung vĩ độ đang âm mưu chuyện gì. Tuy rằng hai bên đều muốn lấy được tin tức từ trên người đối phương nhưng mà mục đích lại cực kỳ nhất trí. Đều muốn biết rốt cuộc thiên tấn thương hội muốn làm cái gì, đối với tử y mà nói, nàng tiến đến thiên tấn thương hội giới vực trung vĩ độ này là vì giám thị thiên tấn thương hội, không để thương hội làm ra chuyện gì đó vi phạm quy củ từ đó đánh vỡ địa vị trung lập mà thiên tấn thương hội luôn bảo trì ở giới vực trung vĩ độ một khi thiên tấn thương hội không còn trung lập nữa mà nghiêng về một phương thế lực nào đó có khả năng sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng trên đường đi đoàn người gặp được vô số thế lực cùng với tán tu đang thăm dò vô tận hải vực nhưng mà càng hướng tới địa phương bản đồ đánh dấu càng tiến sâu vào bên trong thì nhân số cũng càng ít dần tới cuối cùng bọn họ phát hiện chung quanh đã không có bóng dáng hay dấu vết của người tu đạo khác. Tử y không khỏi tò mò hỏi, ta có thể hỏi các ngươi muốn đi nơi nào sao, chúng ta đã tới trung đoạn vô tận hải vực rồi, là khu vực còn chưa chưa thăm dò đi, Diệp Thu Bạch cùng một phù sinh không có hé răng mà trực tiếp truyền âm cho Thạch Sinh. Thạch Sinh ngẩn người, thầm nghĩ, vì sao mà một hai phải để cho ta thuyết minh. Nhưng hắn vẫn buồn bực giải thích, thời điểm chúng ta tranh đoạt sinh linh thúy căng với người khác, có người nhân lúc chúng ta không chú ý mà trộm mất sinh linh thúy căn đồng thời còn để lại một tấm bản đồ tin tức này không phải là không thể tiết lộ nếu như là chuyện do vô gian luyện ngục cùng thiên tấn thương hội làm ra như vậy đối phương sẽ biết cho nên nói ra cũng không có ảnh hưởng kế hoạch bọn họ cũng không biết chỗ bản đồ đánh dấu sẽ có cái gì có lẽ thiên tấn thương hội sẽ có một ít manh mối đây tử y nhìn về phía thạch sinh cười cười nói vậy các ngươi sẽ không sợ là bẫy rập sao thạch sinh lắc đầu nói có phải bẫy rập hay không đi xem sẽ biết a à, tử y hơi kinh ngạc xem ra các ngươi nắm chắc mười phần nha dù cho rơi vào trong bẫy rập cũng có biện pháp bình yên rời đi nói tới đây thạch sinh cũng không có trả lời nữa tử y thấy cảnh này chỉ che miệng cười khẽ một tiếng cũng không có tiếp tục hỏi mấy cái như tuyệt chiêu áp đáy hòm bảo mệnh này kia đối phương không muốn nói cho nàng cũng là chuyện bình thường ngay lúc này đại trưởng lão dẫn đường phía trước đột nhiên ngừng lại chỉ tay về phía trước mà nói hẳn là nơi này đám người diệp thu bạch nhìn theo hướng tay trưởng lão chỉ trên mặt biển chỗ đại trưởng lão chỉ có một xoáy nước nhỏ thấy một màn như vậy đại trưởng lão cũng cảm thấy kỳ quái nói địa phương này cũng không có hơi thở đặc thù hoặc là linh khí dao động cho nên cũng liền không có người nguyện ý lãng phí thời gian tới địa phương này tiến hành thăm dò tại địa phương này cũng không có bất kỳ hòn đảo nhỏ nào có chỉ là mặt biển bình tĩnh dị thường nhưng trên mặt biển bình tĩnh dị thường lại có một xoáy nước tự y thấy một mà như vậy nói trên mặt biển bình tĩnh có khả năng xuất hiện xoáy nước cực kỳ thấp huống hồ trong tình huống mặt biển thế này dù có xuất hiện cũng sẽ dần dần thu nhỏ biên độ xoay tròn sau đó biến mất nhưng hôm nay biên độ lại không có bất kỳ biến hóa nào giống như nói xoáy nước này vẫn luôn tồn tại ở nơi đây đây là điểm kỳ quái duy nhất Diệp Thu Bạch cũng gật gật đầu, nói xem ra, bên dưới xoáy nước này có cái gì đó. Tiểu Hắc hỏi nếu không thì ta xuống trước dò đường, nghe vậy. Hồng Anh bất đắc dĩ vỗ đầu Tiểu Hắc nói đừng có lỗ mãn, ai biết bên dưới có nguy hiểm thế nào. Nhị sư tỷ nói rất đúng. Một phù sinh vừa lấy ra một tấm phù triện vừa cười nói, Tiểu Hắc sư huynh, tính cách lỗ mãn của ngươi cần phải thu liễm một chút đó. Ngay sau đó dưới ánh mắt tò mò của mọi người một phù sinh thúc giục phù triện trong tay. Trong lúc nhất thời trên phù triện có lôi đình màu vàng kim lập lòe. Ngưng tụ thành một con lôi long nho nhỏ nhanh chóng vọt về phía xoáy nước, nhưng mà sau khi lôi long chui vào bên trong xoáy nước thì lại có lôi đình giống như một sợi dây thừng, từ bên trong xoáy nước kéo dài đến phù triện trong tay một phù sinh. Tử y tò mò hỏi đây là phù triện gì? Một phù sinh cười khẽ một tiếng, nói cũng không phải phù triện hiếm lạ gì, chính là một phù triện dò thám nguy hiểm. Thời điểm Lan bà ta gặp được một vị phù sư có tạo nghệ cực kỳ cao thâm, là hắn truyền cho ta. Diệp Thu Bạch Hồng Anh Ninh Trần Tâm Tiểu Hắc Thạch Sinh Một uyển Nhi Bọn họ dám chắc chắn, nhất định là phù triện này do tiểu tử một phù sinh nghiên cứu chế tạo ra. Tử Y lại gật đầu nói, thì ra như thế, ta cũng chưa từng gặp qua phù triện loại hình này, tuy rằng có phù triện do thám nhưng không có giống thế này. Ngay sau đó lôi đình nối từ phù triện trong tay một phù sinh tới lôi long màu vàng đã chui vào trong xoáy nước rung nhẹ nhẹ. Cảm nhận được điều này. Một phù sinh thu hồi phù triện rồi nói, hình như dưới xoáy nước có một không gian lớn, nhưng lại không cảm ứng được một chút nguy hiểm nào. Thấy được hiệu dụng của phù triện. Tử y có chút kinh ngạc cảm thán nói ngươi vẫn còn phù triện này sao, nếu có thì thiên tấn thương hội chúng ta có thể dùng nhiều tài vật để mua vào một phù sinh lắc đầu cười nói trong tay ta cũng không có nhiều, nếu lần sau tái ngộ vị phù sư cao thâm kia ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Tự y hơi nghiêng đầu. Trong ánh mắt có chút khó hiểu. Tuy rằng nghe thì rất có đạo lý. Nhưng vì sao nàng cứ cảm giác khi một phù sinh nói tới phù sư cao thâm gì đó lại có điểm không thích hợp đây? Diệp Thu Bạch trợn trắng mắt, nói nếu không có nguy hiểm, vậy ngươi liền xuống trước đi. Không đợi một phù sinh quán giận. Đại trưởng lão bên cạnh liền nói, ta xuống trước cho thực lực của ta cao hơn các ngươi đến lúc đó cho dù có nguy hiểm tiềm tàng cũng có khả năng chạy ra cao hơn để cho đại bảo bối một phù sinh đi mạo hiểm sao nếu tông chủ và thái thượng trưởng lão mà biết chắc sẽ lột da đại trưởng lão hắn đây mấy người nghe xong cũng không có từ chối đúng là cảnh giới của đại trưởng lão cao nhất trong nhóm để cho hắn đi cũng thích hợp nhất một phù sinh hô to tiền bối nếu có gì nguy hiểm thì nhớ kỹ thúc dục phù triện ta cho ngươi nha." Đại trưởng lão gật gật đầu. Đợi đại trưởng lão tiến vào, sau khi nhận được xác nhận không có nguy hiểm. Đám người Diệp Thu Bạch mới lần lượt tiến vào trong xoáy nước. Giờ phút này cảnh tượng bên trong xoáy nước cũng bại lộ trước mắt mọi người, tất cả đều cảm thấy kinh hãi. Bên dưới xoáy nước cũng không phải toàn là nước biển như trong tưởng tượng của bọn họ, yêu cầu bọn họ phải hành động trong biển. Sau khi tiến vào xoáy nước, lặn sâu xuống không biết bao nhiêu trượng. Một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. ở chỗ này, phần lớn bộ phận đều được một tầng lá trắng giống như từ linh khí hóa thành thực chất ngăn cách với nước biển. Nước biển không cách nào thẩm thấu qua lá trắng mà tràn vào. Dẫn tới tuy rằng nơi này ở trong biển sâu nhưng chung quanh lại không hề có nước biển, trước mặt đám người diệp thu bạch tử y thì lại có một tòa cung điện vô cùng to lớn. Cung điện có hình dáng của một lò luyện đan. Ở chính phương vị bất đồng đều có một pho tượng Hỏa Long màu đỏ quay chung quanh cung điện hình lò luyện đan. Hỏa Long đang trong tư thế mở to miệng. Dù mấy người Diệp Thu Bạch đứng ở xa mà vẫn có thể cảm giác rõ ràng. Từ bên trong miệng chính pho tượng Hỏa Long đang có từng luồng sóng nhiệt phun trào ra, không gian bị hung nóng đến mức vặn vẹo. Như sắp sửa rách nát. Thời điểm tiến vào nơi đây, một phù sinh liền dán một phù triện lên thân thể của mình đồng thời còn ăn một viên đan dược do một quyển nhi luyện chế, tăng cường khả năng cảm ứng của thần hồn. Thả lực lượng thần hồn cảm ứng toàn bộ khu vực nhưng hắn không có phát hiện bất kỳ hơi thở nào khác tồn. Thấy thế, một phù sinh cảm thấy khó hiểu nói, không có nhận thấy được hơi thở nào khác, trừ phi có cường giả thiên tiên cảnh đỉnh tự thân xuất mã mới có thể tránh né được sự cảm ứng của ta. Hiện giờ thần hồn của một phù sinh đã vô cùng mạnh mẽ không chỉ đạt tới dưỡng hồn thuật tầng thứ 6, càng có thêm phù triện cùng với đan dược giúp tăng cường khả năng cảm ứng. Người tu đạo bên dưới thiên tiên cảnh đỉnh không có khả năng tránh được cảm ứng của hắn. Chắc chắn sẽ để lại dấu vết để lại, không đợi mấy người dịp thu bạch nói chuyện thì tử y đã tiến lên trước một bước. Lấy ra một cái gương nhỏ tinh xảo. Khi lực lượng thần hồn từ giữa hai chân mày tử y lộ ra rót vào trong gương. Mặt gương nhỏ này thế mà nở rộ ánh sáng chói mắt, tản ra bốn phương tám hướng. Thấy một màn như vậy. Một phù sinh, Diệp Thu Bạch cùng Hồng Anh liếc mắt nhìn nhau một cái. Thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên thiên tấn thương hội có nội tình rất thâm hậu. Hiển nhiên mặt gương này có năng lực tăng phúc thần hồn cực lớn. Loại bảo vật này đặt ở toàn bộ giới vực trung vĩ độ cũng là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ước chừng nửa nén nhang trôi qua tử y mới thu hồi gương nhỏ sau đó nói tuy rằng không biết các ngươi muốn tìm ai nhưng nơi này thật sự không còn tồn tại nào khác dù cho cường giả thiên tiên cảnh đỉnh cũng không có khả năng tránh thoát khỏi sự dò xét của tấm gương nhưng mà nói đi cũng phải nói lại tử y nhìn quanh một vòng tò mò cười nói rốt cuộc là ai cho cung cấp cho các ngươi manh mối thế mà lại tìm một địa phương như thế này nơi này hiển nhiên là chỗ truyền thừa mà một luyện đan sư có tạo nghệ cực cao trên đan đạo lưu lại một quyển nhi lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, hơn nữa cũng không có nhận thức luyện đan sư nào nên mới hoài nghi là có kẻ nào đó thiết lập bẫy rập. Tử y cười khẽ một tiếng nói, là suy đoán vô gian luyện ngục sở thiết lập bẫy rập đi. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch cũng cười nói, xem ra tử y cô nương đã điều tra rất kỹ nha. Ta là thương nhân mà. Tử y cũng không có xấu hổ, nói thẳng, đối với yêu nghiệt cùng thế hệ tự nhiên phải điều tra một phen, như vậy mới có thể hợp tác càng nhiều vào ngày sau mà không dính tới thiên tấn thương hội, không phải sao, thật sự chỉ là hợp tác, theo cá nhân mà nói, đúng là hợp tác. Diệp Thu Bạch, một phụ sinh, Ninh Trần Tâm cùng với Hồng Anh đều nhìn chầm chầm tử y, quan sát biểu cảm của nàng khi nói lời này, thậm chí quan sát cả cơ bắp trên thân. Lời này không giống như là đang nói dối. Thời điểm tử y nói ra những lời này thì động tác mười phần tự nhiên, không có gì trúc trắc. Chỉ là, Tử Y thân là đấu giá sư thủ tịch của Thiên Tấn Thương hội, ngoại trừ bản lĩnh thì tự nhiên cũng có một vai trò cực kỳ quan trọng ở Thiên Tấn Thương hội. Nếu mà nàng đã nói bản thân không có ý đồ xấu đối với bọn họ vậy thì thái độ của Thiên Tấn Thương hội như thế nào? Diệp Thu Bạch cười hỏi, nói như vậy Tử Y cô nương cũng không biết Thiên Tấn Thương hội muốn làm gì sao? Tử Y nói ra những lời này tự nhiên cho bọn họ biết thái độ của nàng như thế nào. Không sai, Ta tới nơi này cũng vì điều tra rõ ràng, rốt cuộc thiên tấn thương hội muốn làm cái gì. Tử y không hề che giấu mục đích của mình. Dù sao xuất phát từ một ít nguyên nhân, thiên tấn thương hội ở giới vực trung vĩ độ cần phải bảo trì thế trung lập. Một khi có người bên trong thương hội có ý muốn đánh vỡ cục diện này thì ta phải ra tay ngăn cản. Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, hai mắt tử y lóe hàng quang mấy người dịp thu bạch cũng thu được ít tin tức từ trong lời nói của tử y thứ nhất là thiên tấn thương hội không chỉ có ở giới vực trung vĩ độ nhưng thời điểm ở giới vực vĩ độ thấp bọn họ cũng không biết tới sự tồn tại của thiên tấn thương hội như vậy thiên tấn thương hội là thế lực tồn tại ở giới vực vĩ độ cao tin tức thứ hai chính là tử y là không muốn cho thiên tấn thương hội hợp tác với các thế lực khác nàng tới nơi này không phải để đối phó mấy người dịp thu bạch mà là để điều tra ra Rốt cuộc thiên tấn thương hội đang muốn làm cái gì? Mục đích giống như bọn họ. Một khi đã như vậy. Sự đề phòng của đám người Diệp Thu Bạch đối với tử y cũng giảm bớt một ít. Tử y cũng xác định được một tin tức quan trọng thông qua đối thoại với mấy người. Đó chính là thiên tấn thương hội có khả năng hợp tác cùng với vô gian luyện ngục. Thiên tấn thương hội trợ giúp vô gian luyện ngục dẫn mấy người Diệp Thu Bạch đi tới những địa phương mà bọn họ đã thiết lập bẫy rập chỉ là không biết vô gia luyện ngục có thể cấp cho thiên tấn thương hội lợi ích to lớn thế nào mà khiến bọn họ phải dao động thậm chí còn không tiếc đánh vỡ cục diện trung lập làm cho thiên tấn thương hội có khả năng bị giám sát thánh điện chế tài ở giới vực trung vĩ độ tử y khoanh tay cười nói hiện tại hẳn là các ngươi đã có thể tin tưởng ta đi diệp thu bạch cười gật đầu tất nhiên rồi nói xong mọi người nhìn về phía cung điện hình lo luyện đan diệp thu bạch nhìn sang một quyển nhi nói đi thôi truyền thừa nơi này vừa vặn thích hợp với ngươi một quyển nhi gật gật đầu nàng cùng mọi người tiến đến gần cung điện khi tới trước đại môn cung điện đại môn lại tự động mở ra từ bên trong có đan hương như một cơn cuồng phong ập vào mặt mọi người chỉ mới ngửi được cổ đan hương này thôi mà mấy người dịp thu bạch liền có thể cảm giác được các phương diện thân thể đều dấu vết tăng lên thậm chí còn cả tốc độ linh khí vận chuyển bên trong kinh mạch cũng nhanh hơn vài lần chỉ là đan hương mà đã mang đến hiệu quả thế này rốt cuộc đang dược đạt tới cấp bậc nào, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là vượt qua đang dược thiên tiên. E là chủ nhân tòa cung điện này ít nhất cũng đã đột phát đến cấp độ thần đan sư. Có thể luyện chế ra đang dược tiên cảnh chính là tiên đan sư. Giống như một uyển nhi, hiện giờ nàng đang nằm trong hàng ngũ tiên đan sư. Bên trên tiên đan chính là thần đan. Nếu như muốn đạt tới cảnh giới thần đan sư, chỉ tiến bộ trên đan đạo thôi thì không cách nào đạt tới. Muốn luyện chế ra thần đan, bản thân phải có linh khí sung túc cùng với tiên khí làm cơ sở. Nếu không thì không cách nào luyện chế thành công. Nói cách khác, một quyển nhi cần phải đạt tới thần cảnh phía trên thiên tiên cảnh mới có thể thành công bước vào hàng ngũ thần đan sư. Bước vào bên trong cung diện, khung cảnh bên trong cũng không có chỗ nào đặc biệt xa hoa. Nhưng mà bài trí cùng với tài chất kiến tạo nên cung điện đều là những thứ hỗ trợ quá trình luyện đan, tăng phúc đan dược. Nói cách khác, bản thân cung điện hình lò luyện đan này chính là một đan lô thật lớn. Bên trong cung điện cũng cũng không có quá nhiều gian phòng. Trước mắt bọn họ có một lò đan. Hình dạng lò đan này giống hệt như hình dạng của cung điện. Đồng thời chung quanh lò đan cũng có chính pho tượng hỏa long. Một viễn nhi bị lò đan này hấp dẫn, không khỏi tiến về phía trước. Đám người dịp thu bạch thì đứng tại chỗ, cũng không có tiến lên dù sao nơi này cũng như sân nhà đối với một viễn nhi. Truyền thừa cũng chỉ có thân là tiên đan sư như một viễn nhi mới có cơ hội nhận lấy. Khi một viễn nhi tiến đến trước lò luyện đan này, đột nhiên phía trên lò đan có mấy văn tự trống rỗng xuất hiện, nội dung như sau. Đỉnh này tên là Cửu Long Hóa Thần Đỉnh. Muốn nhận được truyền thừa của bổn tọa cần phải dùng Cửu Long Hóa Thần Đỉnh luyện chế ra một viên đan dược cấp bậc thiên tiên. Yêu cầu không được có một chút tạp chất nào đồng thời cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Đạt thành được hai điều kiện này và luyện chế thành công thì có thể nhận được truyền thừa của bổn tọa cùng với cửu long hóa thần đỉnh. Đám người Diệp Thu Bạch ở phía sau một quyển nhi cũng nhìn thấy được những văn tự này. Tử y cũng không khỏi hiếu kỳ nói, sư muội của các ngươi có thể luyện chế ra đang dược cấp bậc thiên tiên sao, dù sao một quyển nhi, Hồng Anh, Thạch Sinh cùng với Ninh Trần Tâm đều vừa tới giới vực trung vĩ độ không lâu dù là thiên tấn thương hội thủ đoạn thông thiên ở giới vực trung vĩ độ cũng không có cách nào biết được quá nhiều về bọn họ huống hồ một quyển nhi trẻ tuổi như thế ở giới vực trung vĩ độ luyện đan sư có thể luyện chế đan dược cấp bậc thiên tiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay ít ỏi giống như thiên phù sư vậy đám người dịp thu bạch lại cười cười chuyện này đối với nàng mà nói cũng không khó nghe đến đây Tử y kinh ngạc nói đan dược cấp bậc thiên tiên còn yêu cầu không có bất kỳ tạp chất, không có tác dụng phụ, đây chính là điều kiện khó như lên trời, đối với một quyển nhi thì đúng là luyện chế đan dược cấp bậc thiên tiên cũng không phải việc khó. Ngay cả đám đan dược mà nàng sáng tạo cũng có không ít đan dược thiên tiên rồi. Chỉ là khảo nghiệm thật sự chỉ có như vậy sao, phải biết rằng truyền thừa này do một vị thần đan sư lưu lại. Cùng lúc đó, trong lòng một quyển nhi cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu như chỉ dùng cái đỉnh này mà luyện chế ra một viên đan dược cấp bậc thiên tiên, không có tạp chất, đồng thời lại không có tác dụng phụ, không khỏi cũng quá mức đơn giản với nàng. Dù sao bị lục trường sinh ảnh hưởng lâu dài. Tư tưởng đan đạo của một quyển nhi cũng dần dần bị lục trường sinh đồng hóa. Nếu một viên đan dược mà có tạp chất, còn gây tác dụng phụ. Vậy cũng xứng là đan dược sao, nếu lời này mà lọt vào trong tai các luyện đan sư khác. E là bọn họ sẽ tức hộc máu không có tác dụng phụ thì còn được, luyện chế đang dược loại khôi phục là được rồi. Nhưng nếu đang dược tăng cường cảnh giới thì như thế nào đây, còn đang dược tăng cường tốc độ tu luyện nữa, có thể không mang một chút tác dụng phụ nào sao, đây không phải sẽ tăng tính ý lại đang dược cho bản thân, sẽ khiến thời điểm đột phá cảnh giới càng thêm khó khăn hơn sao, nhưng nếu đặt ở chỗ lục trường sinh thì không có mấy chuyện như này. Một lò đang dược không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đối với người dùng, khi đột phá cảnh giới, ngoại trừ không đủ kinh nghiệm mang đến chút ảnh hưởng thì chẳng còn gì khác nữa một quyển nhi cửu long hóa thần đỉnh suy nghĩ một hồi chẳng lẽ cái đỉnh này chỗ nào đó huyền diệu sao nghĩ tới đây một quyển nhi bắt đầu cân nhắc mình nên luyện chế một viên đang dược dạng gì nếu yêu cầu không có tác dụng phụ đồng thời không có bất kỳ tạp chất vậy luyện chế loại đang dược mà một quyển nhi nàng am hiểu nhất là được chính là đang dược khôi phục dù sao từ khi bắt đầu một quyển nhi cũng dùng đan dược khôi phục để nhập môn. Sau khi lấy tài liệu luyện chế ra hết, dựa theo từng bước, nàng cho tài liệu vào bên trong lò đan. Lúc nàng phóng thích ngọn lửa tiến hành luyện hóa tinh hoa thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Ngọn lửa mà một quyển nhi phóng xuất ra tới lại bị chính pho tượng hỏa long quay quanh lò đan lập tức cắn nuốt sạch, nhiệt độ của lò đan không có tăng lên chút nào, thế này thì làm sao mà tinh luyện tài liệu, một quyển nhi khẽ nhíu mày quả nhiên lò đan không đơn giản. Đối với một tên luyện đan sư mà nói, lò đan càng tốt càng có sự trợ giúp đối với chất lượng đan dược thành phẩm cùng và quá trình luyện đan. Nhưng mà lò đan càng tốt thì lại càng khó có thể khống chế, hậu quả khi không cách nào khống chế lò đan chính là không thể thúc dục lò đan tiến hành tinh luyện tài liệu. Giống như tình huống của một quyển nhi hiện giờ. Hoặc là không hoàn toàn khống chế được lò đan dẫn tới nổ lò, muốn khống chế lò đan thì phải được lò đan tán thành lò đan mà với trình độ đan đạo của một quyển nhi vẫn khó có thể khống chế thông thường đều đã sinh ra một tia linh trí. Nếu như không chiếm được linh trí của lò đan tán thành, nàng không cách nào sử dụng nó. Như vậy nên làm như thế nào đây? Một quyển nhi dứt khoát khoanh hang ga sau đó thò tay ra phóng ngọn lửa vào bề mặt lò đan. Nàng nhắm hai mắt lại, từng sợi hơi thở theo bàn tay một quyển nhi truyền vào bên trong lò đan. Thạch sinh thấy cảnh tượng này không khỏi khó hiểu nói, quyển nhi sư muội đang làm gì đó, Tử y bên cạnh giải thích nói lò đan có cấp bậc càng cao cũng càng khó khống chế. E là lò đan này đã có linh trí, cho nên muốn muốn khống chế nó cần phải được nó tán thành. Lò đan này hấp dẫn sự chú ý của tử y ở giới vực trung vĩ độ thế mà sẽ xuất hiện lò đan cấp bậc cao thế này, vô tận hải vực thật sự có chút thú vị. Đột nhiên tử y cũng nghĩ đến một câu trong tin tức. Vô tận hải vực, chư thần hoàng hôn chẳng lẽ chiến trường ở vô tận hải vực này không chỉ là chiến trường của giới vực trung vĩ độ nhưng mà Tử Y khẽ nhớ mày trong tình huống không cách nào hoàn toàn khống chế lò đan mà còn phải luyện ra đan dược không có bất kỳ tạp chất nào cùng với không có bất kỳ tác dụng phụ phóng mắt toàn bộ giới vực trung vĩ độ cũng không có ai có thể làm được nghe đến đây Thạch Sinh lại cười nói Viễn Nhi sư muội có thể làm được Tử Y nhìn qua sang cười hỏi xem ra các ngươi rất có lòng tin với vị sư muội này thạch sinh không chút do dự trả lời uyển nhi sư muội có thiên phú và nỗ lực biết bao nhiêu trên phương diện đan đạo sư huynh đệ chúng ta đều thấy rõ như ba ngày mấy người dịp thu bạch cũng gật gật đầu dù sao nàng chính là người duy nhất kế thừa đan đạo của sư tôn khi vũ khí và khí cụ đạt tới một cấp bậc nhất định sẽ sinh ra linh trí trở thành linh khí khi bên trong xuất hiện linh hồn có ý thức tự chủ thậm chí còn có thể thao túng bản thân Vậy ít nhất cũng phải là thần khí phía trên tiên khí mới có thể đạt tới một bước này. Hiển nhiên Cửu Long Hóa thần đỉnh đã đạt tới cấp bậc thần khí rồi. Chỉ có được đỉnh hồn của Cửu Long Hóa thần đỉnh tán thành một quyển nhi mới có thể khống chế thần đỉnh, mới có thể đủ dùng nó để luyện chế Đan dược. Khi bàn tay một quyển nhi nhẹ nhàng lên thành Cửu Long Hóa thần đỉnh, một sợi thần hồn chi lực theo cánh tay truyền vào bên trong Cửu Long Hóa thần đỉnh ngay lập tức sợ thần hồn của một quyển nhi giống như bị một lực lượng nào đó lôi kéo nàng không cách nào chống cự sau đó bị kéo vào một không gian tràn ngập lửa cháy thần hồn của một quyển nhi quan sát chung quanh không gian này dù nàng nhìn trên dưới trái phải đều có liệt hỏa hừng hực bao phủ hiển nhiên đây là không gian bên trong cửu long hóa thần đỉnh cũng chính là địa phương mà đỉnh hồn cư trú trước mắt một quyển nhi có một lão giả mặc áo cũ đưa lưng về phía nàng tựa như vì nhìn biển lửa mà ngây người một biển nhi thấy thế cũng không có lên tiếng quấy rầy khoanh chân ngồi xuống tĩnh khí dưỡng thần không biết trải qua bao lâu lão giả vẫn không có nhúc nhích thậm chí cả tần suất hô hấp cũng không có giống như đã tọa hóa vậy còn một biển nhi cũng không hề nhúc nhích chỉ có thân thể do thần hồn biến thành đang bắt đầu có chút dao động biển lửa tỏa ra nhiệt độ cực cao với cường độ thần hồn của một viễn nhi, muốn du lịch nơi đây thì được, tưởng không có khả năng muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu. Nhưng mà dù cho biển lửa thiêu đốt nhưng tâm cảnh của một viễn nhi vẫn vững vàng như cũ. Không hề có ý thoát ra, từ bỏ. Cũng trong khoảnh khắc này, lão giả đã lâu không có động tĩnh bỗng nhiên nhúc nhích. Lão giả đứng lên, trong quá trình đứng lên toàn thân trên dưới đều phát ra tiếng kêu khách. Lão giả xoay người lại, mặt hướng về một viễn nhi, lãnh đạm nói, được rồi, đứng lên đi, không cần miễn cưỡng chống cự. Một viễn nhi nghe lời này mới đứng dậy. Ngươi muốn truyền thừa của chủ nhân sao, một viễn nhi không chút do dự gật gật đầu. Ngươi muốn khống chế ta sao, một viễn nhi vẫn gật đầu. Đỉnh hồn thấy thế, nói, ngươi có thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ mà đã có thể luyện chế đan dược thiên tiên. Nhưng muốn dùng cảnh giới tiên đan sư mà khống chế ta, không khỏi nghĩ ngợi quá giản rồi. Một Uyển Nhi nghe vậy nói, tiền bối có khảo nghiệm gì cứ việc nói là được, nếu như Uyển Nhi không cách nào thông qua sẽ không quấy nhiễu tiền bối thanh tu, sẽ tự động rời đi. Đỉnh hồn gật đầu nói, ngược lại thức thời, một khi đã như vậy ta liền cho ngươi cơ hội. Muốn khống chế ta thì trước hết phải mượn dùng biển lửa này, trong tình huống không có lò đan mà luyện chế ra một viên đan dược có phẩm chất không tệ đi. Một quyển nhi ngẩn người nói, phẩm chất không tệ, tiền bối không có hạn chế cấp bậc sao, nghe một viễn nhi hỏi, đỉnh hồn không khỏi nở nụ cười trào phúng, nói hạn chế cấp bậc sao, ngươi có thể dùng biển lửa này mà thành công luyện chế ra một viên đan dược đã cực kỳ gian nan rồi. Ngươi trước làm được một bước này rồi lại nói đến khảo nghiệm tiếp theo. Nói xong đỉnh hồn cũng không để ý tới một quyển nhi nữa, lại ngồi xuống. Một quyển nhi nhìn biển lửa chung quanh mình. Theo như lời đỉnh hồn thì không thể sử dụng lò đan, chỉ có thể dùng biển lửa nơi này mà luyện chế một viên đan dược. Không có yêu cầu cấp bậc hay phẩm chất gì cả. Chỉ cần là một viên đan dược liền có thể, một quyển nhi cảm thấy rất khó hiểu, sẽ không phải quá đơn giản chứ. Nhưng khi một quyển nhi bắt đầu nếm thử luyện chế liền hiểu rõ vì sao đỉnh hồn lại nói như thế. Khi một quyển nhi muốn thao túng biển lửa để tinh luyện tinh hoa. Mức độ thô bạo của ngọn lửa vượt quá tưởng tượng của một quyển nhi. Thời điểm một quyển nhi thao túng, ngọn lửa không ngừng đấu đá lung tung ngay cả hỏa hầu nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế khoảnh khắc biển lửa tiếp xúc đến tài liệu luyện đan đừng nói là tinh hoa ngay cả cặn bã đều bị đốt cháy sạch sẽ đỉnh hồn thấy được một màn này không có cười nhạo mà lắc đầu quả nhiên người tham gia khảo nghiệm vẫn nhỏ yếu như vậy thời gian từng ngày trôi qua dưới sự bảo hộ của đám người dịp thu bạch một quyển nhi vẫn lẳng lặng ngồi trước cửu long hóa thần đỉnh hai mắt nhắm chặt thần hồn đang du đẳng bên trong không gian thần đỉnh bên trong không gian của cửu long hóa thần đỉnh bảy ngày đã trôi qua trong thời gian bảy ngày một quyển nhi đã có thể khống chế xu thế của biển lửa chỉ là vẫn không cách nào khống chế hỏa hầu một cách tinh chuẩn dẫn tới không cách nào tinh luyện tài liệu thấy thế một quyển nhi vẫn không hài lòng mà tiếp tục nếm thử đỉnh hồn ở bên quan sát đã thu hồi ánh mắt khinh bỉ. Trong 7 ngày ngắn ngủi mà đã có thể khống chế hỏa thế, thiên phú khống hỏa thật sự rất đáng kinh ngạc. Muốn trở thành một luyện đan sư. Không chỉ có yêu cầu tâm cảnh vững vàng, cần phải thiên truy bách luyện đối với khống chế dược liệu, luyện tập thật nhiều. Đồng thời năng lực khống hỏa cũng tương đối quan trọng. Đan dược có cấp bậc càng cao thì yêu cầu đối với luyện đan sư cũng càng hà khắc ở phương diện khống hỏa mà không cách nào đạt tới chính xác vạn phần, không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, như vậy quá trình luyện chế đa dược đẳng cấp cao sẽ không diễn ra thuận lợi, liên tục gặp phải thất bại. Đương nhiên đan dược đẳng cấp cao đối với đỉnh hồn tự nhiên thấp nhất phải là thần đan. Lại thêm 9 ngày qua đi. Trong không gian cửu long hóa thần đỉnh, một quyển nhi đột nhiên khẽ kêu, đan thành, ở trước người nàng có một lò đan do ngọn lửa ngưng tụ thành, bên trong có một tia sáng xanh lục lóe lên một quyển nhi cua cua tay, hỏa thế tan đi, lò đang biến mất. Đan dược bên trong cũng nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay một quyển nhi. Ngay sau đó nàng đưa đan dược này cho đỉnh hồn đang có biểu cảm rất là mất tự nhiên. Nói như vậy có phải đại biểu ta đã thông qua khảo nghiệm thứ nhất hay không, đỉnh hồn nhìn viên đan dược. Tuy rằng bên trong đan dược vẫn còn có tạp chất nhưng cũng đã ít đến đáng thương, có thể nói là không đáng kể trong tình huống vừa mới khống hỏa vừa có thể luyện ra đan dược có phẩm chất như thế này đã mười phần yêu nghiệt đỉnh hồn không khỏi đặt câu hỏi cho dù có thiên phú thì cũng không có khả năng nắm giữ năng lực khống hỏa nhanh như vậy trước đó ngươi từng luyện tập hoặc từng nhận được truyền thừa phương diện khống hỏa sao một quyển nhi suy nghĩ rồi lắc lắc đầu nói không phải chỉ là nhìn hơi nhiều thôi nhìn hơi nhiều đỉnh hồn nhíu mày ngay sau đó một quyển nhi tiếp tục nói mỗi lần sư tôn ta luyện chế đan dược ta đều sẽ ở bên cạnh quan sát dù sao tuy rằng phương pháp luyện chế đang dược của lục trường sinh đơn giản thô bạo nhưng không phải cũng nghĩ vào năng lực khống hóa cực kỳ tinh chuẩn sao chỉ là với năng lực khống hỏa hiện tại của ta còn xa xa mới đạt tới trình độ như sư tôn nhìn hơi nhiều sao lúc này đỉnh hồn mới khẽ gật đầu nói hẳn năng lực khống hỏa của vị luyện đan sư mà bình thường ngươi quan sát cực kỳ xuất sắc cho nên mới làm cho trong tiềm thức ngươi có chút hiểu biết đối năng lực khống hỏa ngươi đã vượt qua khảo nghiệm này một quyển nhi hỏi tiền bối vậy khảo nghiệm tiếp theo đâu khảo nghiệm tiếp theo đỉnh hồn dơ viên đang dược một quyển nhi đưa cho hắn lên rồi nói ngươi đã thông qua rồi yêu cầu dùng năng lực khống hỏa khống chế biển lửa luyện chế một viên đang dược thiên tiên chỉ có một phần tạp chất với viên đang dược khôi phục này hiển nhi ngươi cũng đạt được yêu cầu một quyển nhi hơi sửng sốt nói nói như vậy ta đã thông qua tất cả khảo nghiệm rồi đỉnh hồn gật đầu nói ngươi có thiên phú rất cao chỉ là hiện tại còn không cách nào hoàn toàn phát huy năng lực của ta nhưng mà với giai đoạn bây giờ thì cũng đủ dùng rồi. Sau khi ra ngoài dùng cửu long hóa thần đỉnh luyện chế một viên đan dược cấp bậc thiên tiên để hoàn thành khảo nghiệm sau đó thuận tiện làm quen với cửu long hóa thần đỉnh đi. Một quyển nhi chấp tay nói lời cảm tạ sau đó thần hồn liền rời khỏi không gian trong đỉnh. Bên ngoài, một quyển nhi nhanh chóng mở mắt. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người diệp thu bạch thạch sinh tử y cùng với đại trưởng lão thánh phù tông. Chỉ thấy hai tay một quyển nhi nâng lên. Cùng lúc đó, Cửu Long Hóa Thần Đỉnh cũng chậm rãi bay lên không, theo một quyển nhi đưa tài liệu vào bên trong thân đỉnh. Tức khách giang trên thân Cửu Long Hóa Thần Đỉnh đỉnh trong miệng chính hỏa long màu đỏ thế mà có từng luồng liệt hỏa hừng hực trào ra bao bọc toàn bộ Cửu Long Hóa Thần Đỉnh, thấy một màn như vậy Tử Y tỏ vẻ kinh ngạc nói ghê gớm, thế mà nhận được sự tán thành của đỉnh hồn cấp bậc này, xem ra sư muội của các ngươi có tiền đồ không thể hạn lượng trên phương diện đan đạo nếu không đề nàng tới thiên tấn thương hội ta làm khách khanh luyện đan sư, tử y đột nhiên cười duyên nói, cũng không cần thoát ly tông môn của mình, chỉ cần cách một đoạn thời gian giúp thiên tấn thương hội luyện chế một số đan dược là được, hơn nữa với nội tình của thiên tấn thương hội, thù lao tuyệt đối sẽ không để nàng thua thiệt. Lời tử y cũng không có mang theo ý vui đùa. Nàng đang nói nghiêm túc. Thật sự coi trọng thiên phú đan đạo của một quyển nhi. Diệp Thu Bạch nghe vậy cười khẽ một tiếng lắc đầu nói, chuyện này tử y cô nương vẫn nên tự đi hỏi uyển nhi sư muội đi dù sao chúng ta cũng không thể thay nàng quyết định những việc này tử y cười gật gật đầu nhìn tư thái khi một uyển nhi luyện đan ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ ái tài loại luyện đan sư cấp bậc này mà ở lại giới vực trung vĩ độ thật sự quá lãng phí giờ phút này một uyển nhi quyết định dùng cửu long hóa thần đỉnh luyện chế một viên đan dược khôi phục cấp bậc thiên tiên sau khi năng lực khống hỏa bay vọt lên nàng có thể làm cho đan dược càng thêm tinh thuần xác suất thành công tự nhiên cũng sẽ càng cao thời gian trôi qua từng chút một trong thời gian nửa ngày mà một quyển nhi đã thành công luyện chế ra đang dược khôi phục cấp bậc thiên tiên đỉnh bên trong đang dược không hề có một chút tạp chất nào khi một sợi đang hương phiêu phù ở bên trong cung điện đám người dịp thu bạch không khỏi liếc mắt nhìn nhau cười một cái đại trưởng lão thánh phù tông cảm khái nói không thể tin nổi với tuổi tác này mà đã có thể luyện chế ra đang dược thiên tiên đỉnh e là trong lịch sử giới vực trung vĩ độ cũng chưa từng xuất hiện đi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kinh sợ không thôi. Sư huynh sư tỷ sư muội của một phù sinh đều biến thái như vậy sao? Mỗi một người đều là yêu nghiệt ở lĩnh vực của mình. Bọn họ rốt cuộc do đại năng phương nào dạy dỗ ra tới. Giờ phút này trong đầu tử y cũng có suy nghĩ tương tự. Nàng cũng càng ngày càng tò mò rốt cuộc người phía sau là ai đến lúc trở về nhất định phải lợi dụng mạng lưới tình báo của thiên tấn thương hội điều tra một chút. Trong khoảnh khắc đang dược được luyện thành. Bên ngoài cung điên hình lò đan, trong con ngươi của chính pho tượng hỏa long to lớn lại có một tia sáng hồng nở rộ. Miệng chính pho tượng hỏa long long cũng đồng thời phóng thích từng luồng liệt hỏa, ngay sau đó liệt hỏa hội tụ trên đỉnh cung điện, sau đó trước người một quyển nhi có một bóng dáng mơ hồ dần hiện lên. Là một nam tử trong cực kỳ trẻ tuổi nhưng đôi mắt giống như trải qua thương hải tan điền lại để lộ tuổi tác thật của hắn. Chỉ nghe nam tử cười nói, cũng không nhớ rõ đã qua bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có người khiến cho cửu long tán thành, khống chế được cửu long hóa thần đỉnh. Ngươi rất không tồi. Một quyển nhi cười không người, nói tiền bối tán thưởng. Nam tử cười nói nếu ngươi thông qua toàn bộ khảo nghiệm, như vậy liền tiếp thu truyền thừa của bổn tọa đi. Nhưng trước khi tiếp thu truyền thừa của bổn tọa, bổn tọa cần nói cho ngươi biết một chút chuyện. Một quyển nhi hơi sửng sốt. Nhưng mà không đợi nàng phản ứng lại thì ngón tay nam tử đã nhẹ nhàng điểm vào vị trí giữa hai chân mày của nàng rồi. Tức khắc, trong đầu một quyển nhi có thêm một loạt hình ảnh lướt qua. Nàng giống như cưỡi ngựa xem hoa mà quan sát. Nhưng những hình ảnh này cũng khắc sâu trong đầu một quyển nhi. Có một vùng biển rộng xuất hiện, hình như biển rộng này chính là vô tận hải vực hiện tại nhưng ở trên không trung vô tận hải vực. Một quyển nhi nhìn thấy được một cảnh tượng mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được. Không trung nhợt nhạt chia thành 9 tầng. Mỗi một tầng tầng mây đều có từng người mặc giáp vàng kim đứng đó, bọn họ kề sát nhau, có quan hoàng sau lưng. Mỗi khi lên một tầng thì phía sau lại có thêm một quan hoàng. Cho đến tầng mây thứ 9, phía sau mấy người trên đó chính quan hoàng. Hơi thở của bọn họ giống như hóa thành thực chất vậy hóa thành kim quang vô hạn chiếu rọi từ trên xuống dưới, chiếu khắp thiên địa, dưới chín tầng mây là vô vàng người tu đạo. Những người tu đạo này mang theo hơi thở cực kỳ khổng lồ. Dù là mấy cường giả thiên tiên cảnh ở giới vực trung vĩ độ ở trước mặt mấy người tu đạo này cũng không đáng giá nhắc tới. Không thể so sánh được, một tiếng trống trận nổi lên, vang vọng khắp thiên địa. Sóng to gió lớn thổi quét. Hai bên bắt đầu chém giết nhau cảnh tượng đến đây liền kết thúc nam tử cười nói tiếp nhận truyền thừa của bổn tọa có nghĩa là ngươi cần phải gánh vác một ít trách nhiệm trách nhiệm đến tột là gì hiện tại ngươi còn chưa biết nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng nên hiểu là rất nặng nề đi một quyển nhi gật gật đầu nam tử thấy thế hỏi vậy ngươi còn muốn tiếp thu truyền thừa của bổn tọa sao một quyển nhi suy nghĩ chút ngay sau đó gật đầu nói ta tiếp thu a à, dù sao còn không biết là chuyện như thế nào cứ tiếp thu trước rồi lại nói lỡ như sự tình sẽ không phát sinh thì sao dù cho có phát sinh hẳn là sư tôn cũng có thể xử lý đi nghe được lời một quyển nhi nói nam tử mỉm cười gật gật đầu ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quan trực tiếp chui vào vị trí giữa hai chân mày của một quyển nhi đối với một quyển nhi mà nói nàng cho rằng thực lực bản thân hiện giờ cũng không thể thật sự giúp các sư huynh sư tỷ chia sẻ phiền toái tuy rằng trình độ đan đạo đã cực kỳ cao thâm có thể luyện chế đan dược cấp bậc thiên tiên nhưng mà còn có đang dược sư tôn cho nữa nên trong một số thời khắc nàng cũng không có mấy tác dụng cũng chính vì vậy nên một quyển nhi mới muốn nhanh chóng tăng cường thực lực của mình còn trách nhiệm theo lời nam tử khiến cho một quyển nhi vốn không có bất kỳ gánh nặng nào đột nhiên cảm thấy áp lực nàng chỉ có thể thúc giục chính mình không ngừng nỗ lực tiến về phía trước mà thôi như vậy mới có thể trợ giúp các sư huynh sư tỷ nhiều hơn ở thời điểm chiến đấu nàng cũng có thể đứng bên cạnh bọn họ khi lưu quan chui vào trong đầu một quyển nhi một lượng ti tức khổng lồ bắt đầu tràn ngập chiếm cứ thức hải của một quyển nhi nội dung tin tức lại làm cho một quyển nhi cực kỳ mừng rỡ đây là một bộ công pháp lấy đan đạo nhập thánh tên là đan thánh kinh muốn tu luyện bộ công pháp này tiền đề chính là thay đổi hướng của kinh mạch trong cơ thể bản thân dùng đan đạo chi khí như linh khí lưu chuyển bên trong kinh mạch sau đó hối nhập vào trong đan điền nói đơn giản một chút chính là khi đan đạo tăng trưởng thì cảnh giới bản thân cũng có thể tăng trưởng theo bộ năm công pháp này cực kỳ thích hợp với một quyển nhi luôn tập trung vào đan đạo nhưng mà thay đổi hướng của kinh mạch chỉ là bước đầu tiên lại cực kỳ gian nan và thống khổ nàng không yên lòng tiến hành tu luyện ở chỗ này lỡ như có người tìm được nơi này sẽ bị quấy nhiễu trong quá trình thay đổi hướng của kinh mạch mà bị quấy nhiễu sẽ dẫn tới kinh mạch thác loạn hơi thở hỗn loạn thậm chí kinh mạch đứt đoạn mà mất hết tu vi một quyển nhi truyền âm nói chuyện này cho đám người Diệp Thu Bạch Hồng Anh. Đương nghe được tác dụng của Đan Thánh Kinh, mấy người Diệp Thu Bạch cũng có chút kinh hãi. Thế gian lại có công pháp huyền diệu thế này, sau khi phản ứng lại, Diệp Thu Bạch lập tức nói trước tiên cứ chờ đó, không vội tu luyện, về thảo đường nhờ sư tôn giúp ngươi xem xét, với tạo nghệ của sư tôn, không chỉ có thể cho ngươi bình yên hoàn thành bước đầu tiên, có lẽ còn có thể khiến môn công pháp này hoàn thiện hơn, tra lậu bổ khuyết. Một quyển nhi gật gật đầu. Tử y nhìn mấy người, tự nhiên biết đối phương đang truyền âm. Nàng cười cười, cũng không nói thêm gì. Đạt được truyền thừa gì đó tự nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác. Chuyện rất bình thường. Lúc này, tử y cười nói, hiện tại hẳn là muốn đến nơi truyền thừa mà các ngươi đấu giá được ở thiên tấn thương hội đi. Diệp Thu Bạch cực cực đầu nhìn về phía tử y nói, tử y cô nương hẳn là cũng đã không chờ nổi, muốn biết rốt cuộc thiên tấn thương hội có hợp tác với vô gia luyện ngục hay không, hơn nữa còn hợp tác thế nào đi tự y không tỏ ý kiến nói tự nhiên nếu như thật sự để ta phát hiện thiên tấn thương hội đánh vỡ quy củ ta sẽ xử lý tiếng nói vừa dứt mọi người đều không khỏi dời mắt nhìn về phía tự y thiên tấn thương hội phá hủy quy củ quy củ là quy củ gì hơn nữa nàng có thể xử lý một đấu giá sư thủ tịch mà dám nói ra lời thế này chỉ có hai tình huống thứ nhất tự y là một cô nàng không có đầu óc thứ hai thân phận của nàng vượt xa bọn họ tưởng tượng. Hiển nhiên tử y không có khả năng là một người không có đầu óc rỗi. Diệp Thu Bạch cực cực đầu nói, một khi đã như vậy thì liền tới nơi truyền thừa của kiếm thần trước sau. Hồng Anh khẽ cười nói, ngươi là đại sư huynh, ngươi quyết định là được. Sau khi quyết định, mọi người liền rời khỏi nơi đây, nhanh chóng di chuyển hướng về nơi truyền thừa của kiếm thần. Sau khi bọn họ rời khỏi, có một lão giả chậm rãi xuất hiện chỉ thấy phía sau lưng hắn cõng một cái giỏ thuốc tử, trong tay cầm một gốc cỏ màu xanh lục. Nếu một quyển nhi ở chỗ này chắc chắn có thể nhận ra. Gốc cỏ trong tay lão giả đúng là sinh linh thúy căn chỉ thấy lão giả nhìn về phía đám người một quyển nhi rời đi mà cười nói một nha đầu, dùng sinh linh thúy căn đổi cho ngươi một trận tạo hóa, hẳn là không khí ngươi thiệt thòi đi, giọng nói như gió nhẹ thổi qua rồi tiêu tán. Bóng dáng lão giả cũng như thế. Phía ngoài vô tận hải vực gần như đã bị thăm dò hết rồi những người tu đạo vẫn không có thỏa mãn bắt đầu tổ đội tiến về khu vực trung đoạn. Dù sao cơ hội thế này không có nhiều. Đợi cho những ma thú khủng bố bên trong vô tận hải vực trở lại lãnh địa của mình thì khi đó vô tận hải vực lại biến thành một vùng cấm tuyệt đối như ban đầu. Không thể bước vào nửa bước, đồng thời, theo càng nhiều người tu đạo dũng mãnh tiến vào. Có đông đảo truyền thừa ở trung đoạn vô tận hải vực bị khai cuộc ra giống như nhạc chính trị nhận được truyền thừa của một cường giả lấy cầm nhập đạo thực lực tăng mạnh lại trực tiếp đột phá đến địa tiên cảnh giống như tô mộ u được đông đảo cường giả tô gia bảo hộ cũng lấy được truyền thừa của một tên cường giả tu luyện đại địa đạo tắc lại một bước chạm vào ngưỡng cửa đạo tắc đồng thời cũng đột phá đến địa tiên cảnh sơ kỳ lâm trí nam cũng tìm được truyền thừa thuộc về mình thần huy cũng như thế tu vi cảnh giới đều tăng trưởng với biên độ lớn điều làm cho mọi người càng giật mình hơn chính là có một ít người tu đạo không có danh tiếng ngang trời xuất thế đánh ra danh khí cực lớn ở vô tận hải vực một tên kiếm tu đột phá nửa bước kiếm tiên chi cảnh cảnh giới đạt tới địa tiên cảnh đỉnh một người tu đạo tu luyện thần hồn dùng thần hồn công kích một cách xuất quỷ nhập thần ngay cả cường giả địa tiên cảnh đỉnh mà bất cẩn một chút cũng sẽ bị tiêu diệt thần hồn còn có một người tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù tiện tay liền có thể triệu hồi ra một mảnh đầm lầy, một khi rơi vào trong đầm lầy, nếu cảnh giới trên lệch quá lớn thì sẽ không cách nào. Thoát ra khỏi, lai lịch của những người này dù là các thế lực lớn như Tô Gia, Thánh Phù Tông đều không rõ lai lịch bọn họ ra sao. Người đứng đầu các thế lực gặp được một màn này, trong lòng cũng dần dần ngưng trọng. Thiên tài trẻ tuổi xuất thế nhanh chóng trưởng thành. Những đệ tử của các lão quái vật cùng các lão quái vật đều sôi nổi xuất thế. Một ít người tu đạo bừa bãi vô danh ngang trời xuất thế. Vô tận hải vực mở ra. Manh mối về giới vực vĩ độ cao lần đầu tiên xuất hiện. Hết thảy những điều này có phải là đang biểu thị một đại thời đại sắp tiến đến hay không? Một ít cường giả thiên tiên cảnh đỉnh cùng với nhóm tông chủ các thế lực đều cảm nhận được có một cơn gió lốc thật lớn đang ngưng tụ. Không lâu sau đó sẽ càng quét toàn bộ giới vực trung vĩ độ, khiến cho các cục của giới vực trung vĩ độ hoàn toàn thay đổi. Đây là kỳ ngộ đồng thời cũng là tai nạn nếu như có thể đứng vững trong gió lốc bên này mà tiến về phía trước như vậy sẽ trở thành vương giả sau khi gió lốc đi qua nhưng nếu đi nhầm một bước liền sẽ bị gió lốc trực tiếp phá hủy ngay cả thế lực đỉnh cấp cũng không có ngoại lệ là thuận gió mà lên hay là rơi xuống vực sâu đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của các thế lực ở một chỗ truyền thừa dựa theo tình báo thì truyền thừa này do một cường giả có lý giải sâu đậm về phong chi ý lưu lại nơi này có hai phe thế lực tụ tập một phương là thiên kiêu tứ tượng môn nhậm ngân long thực lực của nhậm ngân long đã đạt tới địa tiên cảnh trung kỳ còn là người thừa kế mà môn chủ tứ tượng môn khâm định cho nên ở bên cạnh hắn còn có một tên cường giả thiên tiên cảnh sơ kỳ bảo hộ vẫn là do nhậm ngân long chủ động nó không thể có quá nhiều người bảo hộ hắn nếu không đối với tâm tính của chính mình cùng với sự trưởng thành trưởng thành đều có ảnh hưởng bất lợi một bên khác thì chỉ có một người. Người này không chút cảm xúc, sắc mặt bình đạm, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ, không hề gợn sóng. Một thân áo choàng vải bố, tuy rằng có chút củ nát nhưng trông rất thoải mái, một tay vắt sau lưng, một tay khác cầm một thanh kiếm, thân kiếm rất nhỏ, trông cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng, là một thanh tế kiếm. Nhậm Ngân Long nhìn tên nam tử trước mắt, nhớ mày hỏi địa phương này hẳn là chỉ có tứ tượng môn ta mới có tin tức, mới biết được vị trí cụ thể. Còn ngươi, ngươi làm như thế nào tìm được? Nam tử bình tĩnh trả lời, giọng điệu không chút cảm tình, đi theo các ngươi tới. Đi theo chúng ta, nhậm ngân long cùng với tên trưởng lão thiên tiên cảnh sơ kỳ bên cạnh hắn đều sửng sốt. Chỉ thấy nhậm ngân long nhìn về phía tên trưởng lão thiên tiên cảnh bên cạnh, giọng điệu không vui hỏi, minh trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện phía sau có thêm cái đuôi sao, nghe nhậm ngân long hỏi chuyện. Sắc mặt minh trưởng lão có chút khó coi đương nhiên khó coi không phải vì câu hỏi của nhậm ngân long mà là đang hoài nghi bản thân rõ ràng đối phương chỉ có tu vi địa tiên cảnh đỉnh còn hắn chính là một tên cường giả thiên tiên cảnh nhưng người ta theo đuôi cả đoạn đường thế mà cường giả thiên tiên cảnh như hắn lại không có phát hiện đây là làm như thế nào minh trưởng lão không khỏi hỏi ngươi có bảo vật che giấu hơi thở nam tự lắc đầu nói không muốn để các ngươi phát hiện rất dễ dàng không cần bảo vật nghe vậy nhậm ngân long không khỏi nhếch miệng cười trên đôi tay có một bộ quyền sáo lập lòe u quan bao trùm. Ngươi rất cuồng vọng, nhưng có thể lấy tu vi địa tiên cảnh đỉnh tránh thoát khỏi cảm ứng của minh trưởng lão xác thật có vốn liếng cuồng vọng. Để ta nhìn xem năng lực thực chiến của ngươi rốt cuộc cường đại đến mức nào, nói xong, nhậm ngân long vọt thẳng về phía nam tử, minh trưởng lão cũng không có ngăn trở. Bởi vì hắn biết tính cách của nhậm ngân long. Cuồng, cuồng hơn bất kỳ người nào, nhưng hắn cũng có vốn liếng để cuồng, là yêu nghiệt tứ tượng môn, tại địa tiên cảnh liền được môn chủ khâm định là môn chủ đời kế tiếp thực lực không thể nghi ngờ ở địa tiên cảnh trung kỳ liền đánh chết một tên địa tiên cảnh hậu kỳ sau đó còn đánh lui một tên cường giả địa tiên cảnh đỉnh với chiến tích thế này chẳng lẽ không thể cùng sao nam tử nhìn nhậm ngân long vọt về phía mình không khỏi hỏi ngươi không hỏi tên của ta sao nhậm ngân long cười lạnh nói vì sao phải hỏi tên một người chết nghe vậy nam tử bình tĩnh gật đầu chậm rãi nâng tế kiếm trong tay lên Bình thản nói đúng là tên của người chết thì không cần hỏi đến. Nói xong liền đâm một kiếm về phía nhậm ngân long. Trên thân kiếm giống như không có bất kỳ hơi thở, một kiếm trông bình thường, không có gì đặc biệt. Nhậm Ngân Long thấy cảnh này càng cười to, một thanh tế kiếm mà có thể chống chọi với nắm tay của ta sao, nói xong, Nhậm Ngân Long thét dài. Phía sau hắn có hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đồng thời xuất hiện, ngay sau đó hóa thành một cổ lực lượng dung nhập vào song quyền của Nhậm Ngân Long minh trưởng lão nhìn một màn này ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng tại địa tiên cảnh đã có thể hoàn toàn cô động ra hư ảnh thanh long bạch hổ huyền vũ thiên phú của nhậm ngân long làm cho các trưởng lão tứ tượng môn đều là tâm phục khẩu phục nhưng một khắc sau đó minh trưởng lão lại ngây ngẩn chỉ thấy một kiếm đâm tới trong rất bình thường từ tây nam tử va chạm với nắm tay của nhậm ngân long thân thể nhậm ngân long đình trệ ngay lập tức trong mắt tràn ngập sự khó tin ở trên quyền sáo của hắn xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Nếu nhìn qua lỗ nhỏ có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau nhậm ngân long. Nói cách khác, một kiếm của nam tử trực tiếp xuyên từ nắm tay nhậm ngân long rồi xuyên thủng cả thân thể. Nếu chỉ như vậy cũng không thể nào giết chết nhậm ngân long. Nhưng mà khi một kiếm đâm vào thì có một cổ kiếm ý giống như gió lốc bùng nổ bên trong cơ thể nhậm ngân long. Kinh mạch, cốt cách, huyết nhục cùng với đan điền đều bị xoắn nát trong khoảnh khắc này, không có khả năng toàn vẹn hai mắt nhậm ngân long mờ mịt cứ như vậy ngã xuống chỉ thấy nam tử cúi đầu nhìn thi thể nhậm ngân long bình đạm nói tuy rằng ngươi nói không biết tên người chết nhưng xuất phát từ lễ phép ta vẫn nói cho ngươi người giết ngươi mạc khải huân rốt cuộc minh trưởng lão cũng phản ứng lại tuy rằng hắn không biết mạc khải huân làm như thế nào giết được nhậm ngân long nhưng mà nhậm ngân long lại bị người khác giết chết trước mắt hắn đối phương cũng chỉ là một tên địa tiên cảnh đỉnh nếu như tông chủ biết chuyện. Hắn còn có đường sống sao, minh trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không nói gì. Hơi thở thiên tiên cảnh bùng nổ, uy áp giống như ngân hà trút xuống đại địa trấn áp mạc khải huân. Sắc mặt mạc khải huân vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng quanh thân thể hắn lại có một đạo phong chi ý cùng với kiếm ý nửa bước kiếm tiên lưu chuyển. Xảo diệu triệt tiêu hết uy áp từ minh trưởng lão thiên tiên cảnh. Người đáng chết, minh trưởng lão lại gầm lên, vung quyền oanh về phía mạc khải huân thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước tứ tượng chi lực bùng lên trong khoảnh khắc tất cả đều ngưng tụ trên sông quyền của minh trưởng lão một quyền oanh ra rồng ngâm hổ gầm quyền phong ngập trời oanh về phía mạc khải huân mạc khải huân thấy thế khẽ gật đầu lúc này mới có chút bộ dáng ngay sau đó hắn nâng tế kiếm lên từ trong cơ thể hắn lại có một cổ tiên khí khổng lồ trào ra thấy thế sắc mặt minh trưởng lão biến đổi tiên khí tiên khí khổng lồ như thế này. Dù là cường giả thiên tiên cảnh cũng không thể, rốt cuộc ngươi là ai? Trong đôi mắt bình tĩnh của Mạc Khải Huân bỗng xuất hiện giả tâm. Ta, ta tên Mạc Khải Huân, là người muốn thống trị giới vực trung vĩ độ. Nói xong Mạc Khải Huân chém ra một kiếm bổ đôi quyền phong. Ngay sau đó vọt thẳng tới Minh trưởng lão. Sau một nén nhang, Mạc Khải Huân xoay người di chuyển tới nơi truyền thừa phía sau hắn là thi thể của nhậm ngân long cùng với minh trưởng lão được bày biện chỉnh chỉnh tề tề chỉ là thân thể của minh trưởng lão đã bị đâm thủng nhiều lỗ chuyện như thế đang liên tiếp phát sinh ở khắp nơi thiên viên hoàng tông thánh phù tông tô gia đều bị một ít người tu đạo chưa biết tên tuổi tấn công mà những người này tự hồ đều là tìm tới các thế lực đứng đầu giới vực trung vĩ độ ở trong một di tích có thuật pháp vượt xa thiên linh thuật thiên kiêu hiên viên hoàng tông lọt vào công kích thần hồn của một người tu đạo tên là ngô hư bạch tuy rằng được các trưởng lão tông môn yểm hộ chạy thoát nhưng thần hồn đã trọng thương cũng khiến cho con đường tu đạo của hắn đi tới điểm cuối trừ phi có thể chữa trị thần hồn nhưng mà thần hồn tổn thương tới mức này há có thể dùng phương pháp bình thường mà chữa trị một tên trưởng lão thiên tiên cảnh sơ kỳ của thánh phù tông trong quá trình thăm dò vô tận hải vực bị một người tu đạo sử dụng lĩnh vực đầm lầy ngăn chặn đối phương dùng tu vi địa tiên cảnh đỉnh mà vây chết tên trưởng lão thiên tiên cảnh thánh phù tông bên trong đầm lầy tô gia tô mộ u cũng bị một tên đao tu chặn lại linh bảo bị đối phương cướp đoạt mất nhưng may mà tô mộ u cũng không có chịu thương thế quá mức nghiêm trọng đối phương lại có thể hoàn hảo rút đi dưới sự vây công của vài tên trưởng lão thiên tiên cảnh thực lực khủng bố tới mức nào chứ mấy chuyện này giống gió lốc thổi quét khắp mạng lưới tình báo của các thế lực tứ tượng môn, hiên viên hoàng tông, thánh phù tông, tô gia đều cảm thấy tức giận, đây không chỉ là đang sỉ nhục bọn họ. Đã có thể nói là đã đứng trước mặt chỉ thẳng tay muốn khiêu chiến rồi, nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, sau đó bọn họ lại cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Sao những tên yêu nghiệt chưa biết tên này lại xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa đều đánh tới các thế lực đứng đầu. Nếu nói không có âm mưu thì không khỏi cũng quá mức kỳ quặc. Các thế lực lớn cũng bắt đầu toàn lực sưu tầm tin tức và vị trí của mấy người này. Thậm chí còn không tiếc vận dụng huyền thưởng lệnh. Chỉ cần tìm được vị trí của đối phương liền có thể nhận được phần thưởng xa xỉ. Bên kia, vô gian luyện ngục cũng biết được tin tức này. Giờ phút này, khâu căng ngân cũng mang theo người bích lạc hoàng tuyền điện tới nơi này. Đồng thời cũng mang tin tức này đến. Tề sát đạo nghe xong không khỏi vui vẻ, thật sự là trời cũng giúp ta, ở thời điểm này, có thế lực khác cắm một chân vào gây ra hỗn loạn lớn như vậy. Còn hấp dẫn phần lớn ánh mắt vốn đang chú ý tới vô gian luyện ngục bọn họ. Còn có chuyện nào tốt đẹp hơn chuyện này sao? Khâu Căng Ngân gật đầu nói, không biết lão tổ tính làm như thế nào, ý Khâu Căng Ngân không chỉ là đang hỏi nên xử lý các thế lực lớn như thế nào, khi nào động thủ mà còn đang hỏi, nên xử lý mấy tên cường giả thượng giới đang cư trú trong đại điện vốn thuộc về tông chủ kia." Tề Sát Đạo cười lạnh nói, không có vội vã xử lý mấy thế lực, chờ đến khi mấy tên tiền bối kia hoàn thành chuyện của mình thì những việc này tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Hiện tại, chuyện lão tổ ta cần làm chính là chờ con cá cắn câu. Tự nhiên Khâu Căng Ngân cũng biết kế hoạch của Tề Sát Đạo. Không khỏi đã kích thứ cho ta nói thẳng, đầu óc của mấy người kia cực kỳ linh hoạt e là hiện giờ cũng đã nhìn ra manh mối, có lẽ kế hoạch này đối với bọn họ không có tác dụng. Tề sát đạo tỏ vẻ không sao cả, đương nhiên lão tổ ta biết điểm này, nhưng mà dù cho bọn họ phát hiện manh mối thì như thế nào, trong tình huống cảm thấy khó hiểu, bọn họ vẫn sẽ nhấc một chân dẫm vào thôi. Khâu căng ngân cười cười, vậy chờ tin chiến thắng của lão tổ. Đó là tự nhiên. Tề sát đạo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía khâu căng ngân hỏi, hẳn là bích lạc hoàng tuyền điện các ngươi cũng chuẩn bị tốt rồi đi, khâu căng ngân không tỏ ý kiến nhún vai, nhàn nhạt nói, nếu đã hợp tác với lão tổ, chúng ta đây tự nhiên sẽ lấy ra thành ý, như thế rất tốt. Truyền thừa của kiếm thần Theo tin tức đấu giá từ thiên tấn thương hội thì truyền thừa do một cường giả có kiếm đạo vượt qua kiếm tiên chi cảnh, đạt tới cảnh giới kiếm thần. Phải biết rằng phóng mắt toàn bộ giới vực trung vĩ độ cũng chưa từng có kiếm tu nào thật sự bước vào cảnh giới tối cao này. Nếu có thể đạt tới cảnh giới kiếm thần, e là cường giả thiên tiên cảnh không còn đủ nhìn nữa. Hoặc có thể nói là kiếm thần chi cảnh giống như đột phá gông cùng xiên xích mà những cường giả thiên tiên cảnh đỉnh theo đuổi. Đồng dạng là một cảnh giới mà sờ không được bất kỳ manh mối nào. Hiện giờ xuất hiện truyền thừa của kiếm thần. Tất nhiên các kiếm tu đều phải điên cuồng, lúc này tự y đột nhiên nói có hai tên kiếm tu đang đuổi theo phía sau chúng ta nghe vậy đại trưởng lão thánh phù tông hơi sửng sốt ngay sau đó lập tức buông cảm ứng điều tra nhưng lại không có phát hiện bất kỳ người nào tự y không khỏi cười nói tiền bối thực lực của đối phương cao hơn ngươi ta cũng chỉ dùng ngoại vật trong tình huống đối phương tiếp cận mới cảm ứng được nghe đến đây đại trưởng lão thánh phù tông không khỏi liếc mắt nhìn tự y thật kỹ nội tình của thiên tấn thương hội quả nhiên không tầm thường Thực lực của đối phương cường đại hơn ta, e là có chút phiền phức. Đại trưởng lão không khỏi nhíu mày nói, muốn hay không truyền âm cho tông chủ, để hắn chi viện hay không? Một phù sinh lập tức gật đầu nói, truyền âm đi, để phòng ngừa bất trắc. Tử Y cũng hỏi, còn tiếp tục hướng địa phương có truyền thừa kiếm thần sao? Phỏng chừng mục đích của đối phương là đi theo các ngươi tới địa điểm có truyền thừa của kiếm thần, sau đó đoạt lấy truyền thừa. Nghe đến đây, Diệp Thu Bạch lại cười lắc lắc đầu nói, không cần, nếu bọn họ nguyện ý đi theo vậy thì cứ cho bọn họ đi theo. Đúng lúc lỡ như nơi đó có mai phục, chúng ta cũng có thêm hai tay đánh nha. Ước chừng ba ngày sau. Trước cuộc đám người Diệp Thu Bạch cũng tìm tới đảo nhỏ được đánh dấu là có truyền thừa. Vô tận hải vực quá mức rộng lớn, có thể nói là chiếm cứ bảy phần giới vực trung vĩ độ. Tốn thời gian ba ngày tới nơi cũng không tính là quá mức xa xôi. Nhưng khi nhìn đến đảo nhỏ, đám người Diệp Thu Bạch cũng không có sốt ruột trực tiếp đổ bộ mà nhờ tử y tiến hành rồi cảm ứng chung quanh. Kết quả nằm ngoài dự đoán. Chung quanh cũng không có ai mai phục. Dựa theo mấy người Diệp Thu Bạch phỏng đoán. Đại khái là chung quanh sẽ có người vô gian luyện ngục bố trí bẫy rập, mai phục chặt chẽ mới đúng. Để chắc chắn hơn, tử y còn thúc giục pháp khí lần nữa, sau đó mới xác định chắc chắn. Chung quanh thật sự không có mai phục điều này khiến mấy người dịp thu bạch cảm thấy khó hiểu chẳng lẽ bọn họ suy đoán sai rồi chẳng lẽ đương thật sự chỉ là trùng hợp tự y cũng khẽ nhíu mày nếu thật sự là trùng hợp vì sao thời điểm đánh giá giá trị tin tức phải cố ý thiên vị thánh phù tông đây chẳng qua trong lòng bất an cùng cảm thấy khó hiểu chủ ý là thật thật giả giả đang xen có lẽ mục đích của vô gian luyện ngục cũng không nằm ở nơi này chỗ đảo nhỏ có truyền thừa của kiếm thần cũng không có núi non trùng điệp cũng không có rừng rậm trải rộng. Cả tòa đảo nhỏ cực kỳ bóng loáng, giống như được tạc ra vậy, không có bất kỳ hố trũng hay bóng cây ngọn cỏ nào. Trông giống như mặt kính. Vật bài trí duy nhất trên đảo nhỏ nằm ở trung tâm. Đông nam, tây bắc bốn hướng đều có một cây cột đá. Tới gần liền phát hiện trên cột đá có từng vết kiếm ngang dọc đang xen nối tiếp nhau. Giống như có người dùng bốn cây cột đá này để luyện kiếm. Diệp Thu Bạch nhìn về phía đại trưởng lão, dò hỏi tiền bối chi viện của thánh phù tông sắp đến rồi sao đại trưởng lão trả lời cách chúng ta không xa khoảng nửa ngày nữa là có thể đuổi tới dịp thu bạch gật gật đầu đã như vậy thì chúng ta lên đảo đi thật sự muốn nhìn xem vô gian luyện ngục đang chơi cái trò gì dứt lời mọi người liền gật gật đầu nhanh chóng hạ xuống đảo nhỏ chỉ là trên bàn tay một phù sinh có mấy phù triện lặng yên xuất hiện giữa các kẻ ngón tay khi bay đến chỗ bốn cây cột đá một cỗ lực lượng trấn áp mạnh mẽ khiến cho bọn họ không cách nào tiếp tục ngự không bị bắt phải tiếp đất xem ra đảo nhỏ có lĩnh vực cấm không chỉ là khi mấy người dịp thu bạch vừa chạm chân thì bỗng có hai bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước người bọn họ là một lão giả cùng với một nam tử trong cực kỳ trẻ tuổi chỉ nghe lão giả nhàn nhạt nói đa tạ các ngươi dẫn đường nhưng truyền thừa của kiếm thần không phải thứ mà các ngươi có thể nhúng chàm nhanh chóng thối lui đi. Tên nam tử trẻ tuổi cũng cười tủm tỉm nói, cảnh giới không đủ, không nhất định sẽ nhận được truyền thừa của kiếm thần, nói không chừng sẽ ngã xuống ở chỗ này, đi về tu luyện thêm đi. Nhìn thấy hai người này. Tử y ở bên cạnh giải thích, lão giả tên là Tằng Quý Nguyên, kiếm tu thiên tiên cảnh trung kỳ, cảnh giới kiếm đạo đã đạt tới kiếm tiên. Còn nam tử trẻ tuổi kia thì tên là Lại Thanh Vân, đồng dạng có tu vi thiên tiên cảnh trung kỳ, cảnh giới kiếm tiên. Đại trưởng lão Thánh Phù Tông vốn không nhận biết hai người này, nhưng sau khi nghe Tử Y nói liền biết hai người đều là đại năng lánh đời. Thông thường sẽ không dễ dàng xuất thế, nhưng hiện giờ truyền thừa của kiếm thần lại khiến hai đại năng kiếm đạo lánh đời đứng ngồi không yên. Ở chỗ này, đại trưởng lão có tu vi cao nhất cho nên cũng chỉ có thể tiến tới một bước nói, hai vị, tin tức về truyền thừa của kiếm thần là do Thánh Phù Tông ta đoạt được, hai các ngươi theo đuôi chúng ta cũng thôi đi hiện giờ còn muốn đuổi chúng ta ra khỏi đảo, nghe vậy. Lại Thanh Vân cười nói, người khác sợ Thánh Phù Tông các ngươi nhưng chúng ta sẽ không sợ hãi, chúng ta là tán tu, nếu như chúng ta muốn trốn thì Thánh Phù Tông các ngươi cũng thể làm gì đi. Tằng Quý Nguyên cũng lãnh đạm nói, người có năng lực thì nhận được truyền thừa, trong các ngươi chỉ có tiểu oa nhi này là kiếm tu đi, thực lực của hắn còn chưa đủ, dù nhận được truyền thừa của kiếm thần cũng có tác dụng gì, không đủ thực lực sao? Diệp Thu Bạch mỉm cười tiến lên trước một bước, nói, nếu nói tới cảnh giới tu đạo hiện tại diệp mổ không thể so với hai vị tiền bối nhưng nếu so sánh cảnh giới kiếm đạo thời điểm nói tới đây cùng với một tiếng kiếm ngân vang hỗ nguyên tiên kiếm xuất hiện trong bàn tay diệp thu bạch kiếm ý kiếm tiên phóng lên cao trong khoảnh khắc tiếng kiếm riết không ngừng vang lên tằng quý nguyên và lại thanh vân nhìn thấy một màn sắc mặt đều cứng đờ trong mắt bọn họ tràn ngập sự khó tiên chưa đạt tới địa tiên cảnh mà cảnh giới kiếm đạo đã đạt tới kiếm tiên huống hồ trong tiểu bối này trẻ tuổi như thế. Sao có thể, hai tên đại năng kiếm tu lánh đời cho nên không biết tên tuổi của Diệp Thu Bạch cũng là chuyện bình thường. Chỉ nghe Diệp Thu Bạch nhìn lại Thanh Vân cùng với Tăng Quý Nguyên, nhẹ giọng cười nói không biết hiện tại, Diệp Mổ có tư cách kế thừa truyền thừa của kiếm thần hay không, sắc mặt lại Thanh Vân cùng Tăng Quý Nguyên đều trở nên ngưng trọng. Ở độ tuổi này, ở cảnh giới này mà có thể đạt tới kiếm tiên chi cảnh, có thể nói có tư cách kế thừa truyền thừa của kiếm thần hơn hai người bọn hắn cả hai người bọn họ dù là đột phá đến kiếm tiên chi cảnh hay là dừng lại ở kiếm tiên chi cảnh cũng tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian nhưng mà còn dịp thu bạch đâu tằng quý nguyên ngưng trọng nói ngươi là đệ tử của đại năng phương nào dịp thu bạch cười lắc đầu nói xin lỗi không thể tiết lộ thân phận của gia sư nhưng phỏng chừng cũng không có quen biết các ngươi với tính cách của sư tôn lục trường sinh sư tôn còn ước gì không có người nào nhận thức hắn đây lại Thanh Vân trầm giọng nói, ngươi có tư cách này, chỉ tiết cảnh giới tu đạo của ngươi còn chưa đủ, cho nên cũng chỉ có thể tiếc núi xuống trời khỏi. Diệp Thu Bạch cười nói, nếu hai vị thân là kiếm tu, còn đạt tới cảnh giới kiếm tiên, hai vị tiền bối tự nhiên có khí khái của kiếm tu. Đã như vậy vì sao không để ta cùng tham gia tranh đoạt truyền thừa, hai vị có cảnh giới cao hơn ta, vậy cơ hội cũng lớn hơn ta. Nếu ta thất bại tự nhiên sẽ không có nhiều lời lại thanh vân và tằng quý nguyên liếc nhìn nhau sau đó đều gật đầu tiểu bối này nói không sai tuy rằng hắn đã đạt tới kiếm tiên chi cảnh nhưng bàn về kinh nghiệm tự nhiên không thể nào bằng hai người bọn họ cảnh giới tu đạo còn chênh lệch khá xa huống hồ hòa bình tranh đoạt thì thánh phù tông cũng không thể nói cái gì đã như vậy đáp ứng là được rốt cuộc bọn họ cũng không cho rằng một hậu sinh vãn bối có thể cướp được truyền thừa khỏi tay bọn họ vậy liền nhìn xem rốt cuộc người trẻ tuổi bây giờ có bản lĩnh thế nào dứt lời ba người đều bước vào vị trí trung tâm bốn căn cột đá khi ba người đồng thời bước vào bên trong có một thanh kiếm hư ảo xuất hiện giữa bốn cây cột đá trước ánh mắt chăm chú của ba người có một giọng nói từ bên trong thanh kiếm hư ảo truyền ra muốn nhận được truyền thừa của chủ nhân Bước đầu tiên là hiểu được vết kiếm trên cột đá, lĩnh ngộ đến càng nhiều thì kiếm sẽ càng ngưng thật. Trong thời gian 7 ngày, ai lĩnh ngộ ít nhất liền bị đào thải. Thanh kiếm hư ảo giải thích rất ngắn gọn. Nhưng ba người dịp thu bạch tầng quý nguyên lại thanh vân cũng hiểu rõ đại khái. Nói tóm lại chỉ cần toàn lực lĩnh ngộ vết kiếm trên cột đá là được. Diệp Thu Bạch cười nói, hai vị tiền bối, Diệp Mổ bắt đầu trước đây. Dứt lời, Diệp Thu Bạch liền đi tới trước một cây cột đá. Bắt đầu lĩnh ngộ những vết kiếm đang xe ngang dọc kia. Tằng Quý Nguyên cùng lại Thanh Vân cũng chia nhau ra, mỗi người tới trước một cây cột đá bắt đầu lĩnh ngộ. Ở phía ngoài, Tử Y hỏi, đại sư huynh của các ngươi có lòng tin như vậy, tự tin có thể cướp được truyền thừa từ tay hai tên đại năng kiếm tu thiên tiên cảnh sao, nàng không nghĩ Hồng Anh, Ninh Trần Tâm, Tiểu Hắc, Thạch Sinh, một phù sinh cùng với một uyển nhi đều không chút do dự mà gật gật đầu ở phương diện kiếm đạo. Tất cả mọi người thảo đường đều không hề do dự, lựa chọn tin tưởng Diệp Thu Bạch. Dù sao thiên phú kiếm đạo yêu nghiệt của Đại sư Huynh đã rõ như ba ngày. Huống hồ xem khảo nghiệm thứ nhất của truyền thừa. Rõ ràng chính là khảo nghiệm thiên phú kiếm đạo, tư chất, cùng với ngộ tính của kiếm tu. Không có liên quan nhiều đến thực lực. Truyền thừa kiếm đạo cần so thiên phú kiếm đạo và ngộ tính sao, đây không phải đưa thắng lợi đến bên miệng Đại sư Huynh, chỉ cần hắn muốn thì há mồm là có thể ăn. Tử y nhìn thấy mấy người hồng anh thạch sinh không chần chờ đáp lại, cũng hứng thú nhìn về phía Diệp Thu Bạch. Giờ phút này, trên đảo nhỏ có bề mặt bóng loáng như gương. Ba người Diệp Thu Bạch, Tằng Quý Nguyên, Lại Thanh Vân đứng trước ba cây cột đá khác nhau. Cả ba đang tập trung quan sát, lĩnh ngộ vết kiếm. Vết kiếm đang xen ngang dọc, có cạn có sâu, dài dài ngắn ngắn trông không hề có quy luật gì cả dùng tay khẽ vuốt lên cũng không có cảm nhận được một chút kiếm khí tàn lưu nào. Tự hồ cũng không có chỗ huyền diệu. Tàng Quý Nguyên cùng lại Thanh Vân đều không khỏi nhíu mày. Bắt đầu dùng phương thức của mình xem xem có thể tìm được kiếm ý còn tàn lưu trong vết kiếm hay không. Giống như Tàng Quý Nguyên liền lấy kiếm ý của mình bao trùm lên những vết kiếm này. Muốn dùng kiếm ý kiếm tiên để kích phát kiếm ý hoặc là kiếm khí có khả năng còn lưu lại lại thanh vân thì dùng kiếm không ngừng chém vào thân cột đá. Đáng tiếc cột đá không hề có chút sức mẻ. Ngay cả những vết kiếm đó cũng không bị hủy hoại, hai người tạo ra động tĩnh rất lớn nhưng lại không có tiến triển. Bên kia, Diệp Thu Bạch lại không có động tác. Chỉ đưa tay khẽ vuốt vết kiếm trên cột đá. Nhìn những vết kiếm không đồng đều đang xen ngang dọc này mà trong lòng có suy nghĩ. Đây là nơi mà tiền bối kiếm thần đã từng dùng để luyện kiếm sao, vết kiếm dày đặc, có vết cạn cạn có thể thấy rõ là thời kỳ người luyện kiếm vẫn còn hơi yếu vết kiếm sâu hơn chính là khi người luyện kiếm lĩnh ngộ được gì đó thực lực tịnh tiến mới lưu lại nói cách khác những vết kiếm trên cột đá thực tế là người luyện kiếm lưu lại quá trình trưởng thành của mình hoặc có thể nói là quá trình lĩnh ngộ kiếm đạo bất kỳ một sự kiện sự vật chỉ có thiên truy bách luyện mới có thể đạt tới cực cảnh kiếm đạo cũng không ngoại lệ cột đá thô to, cao ngất lưu lại đâu chỉ trăm ngàn vạn vết kiếm sâu sâu cạn cạn, hơn nửa nơi này có tới bốn cây cột đá. Vết kiếm trên mỗi một cây cột đá đều có sự khác biệt rất nhỏ. Diệp Thu Bạch không khỏi cảm khái. Thành tựu kiếm thần, há có thể hạng người hời hợt. Không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh mà còn phải có sự nỗ lực khiến người người kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Diệp Thu Bạch không thể kìm lòng mà nhấc hổ nguyên tiên kiếm lên. Nhìn những vết kiếm trước mắt, trong đầu hắn bất giác xuất hiện một cảnh tượng. Trước cột đá có một người thanh niên không ngừng múa may trường kiếm trong tay. Diệp Thu Bạch cũng muốn vung kiếm theo thanh niên. Nghĩ là làm. Đại trưởng lão Thánh phù tông thấy được Diệp Thu Bạch múa kiếm, không khỏi kinh ngạc nói, hắn đang làm cái gì, tự y cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Không có phóng thích kiếm ý, cũng không có phóng thích tu vi, chỉ là vung kiếm bình thường mà thôi. Giống như một người mới bước lên con đường luyện kiếm nỗ lực theo đuổi bước qua ngưỡng cửa kiếm đạo. Hồng Anh, Ninh Trần Tâm, Thạch Sinh, Tiểu Hắc, một phù sinh cùng với một uyển nhi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt tươi cười. Dù cho bọn họ xem không hiểu nhưng cũng lờ mờ đoán được. Có lẽ Đại sư Huynh đã tiến vào trạng thái nào đó. Đã bắt đầu lĩnh ngộ cục đá. Quả nhiên, sau một ngày, Lại Thanh Vân cùng Tăng Quý Nguyên bắt đầu nếm thử biện pháp khác. Còn Diệp Thu Bạch thì vẫn luyện kiếm. Hai ngày trôi qua. Lại Thanh Vân cùng Tằng Quý Nguyên không còn nếm thử nữa mà khoanh chân ngồi trước cột đá, muốn hiểu được chỗ huyền diệu của vết kiếm trên cột đá. Diệp Thu Bạch thì vẫn còn đang vung vẩy hổ nguyên tiên kiếm. Ba ngày trôi qua. Hôm nay, khi ánh mặt trời nóng rực đột phá tầng mây chiếu xuống trên mặt đảo bóng loáng, bề mặt hòn đảo như phủ thêm một lớp áo lụa vàng. Quanh thân thể Diệp Thu Bạch có nhiệt khí tỏa ra. Cổ nhiệt khí này có nhiệt độ cực cao, thậm chí khiến không gian chung quanh đang có xu thế vạn vẹo áo xanh trên thân dịp thu bạch cũng nhanh chóng bị thấm ướt mồ hôi đầm đìa thấy một màn như vậy đại trưởng lão thánh phù tông cùng với tử y đều cảm thấy rất là khó hiểu tới cảnh giới như dịp thu bạch chỉ vung kiếm bình thường thôi vì sao lại ra mồ hôi theo nhiệt khí bắt đầu tràn ngập cũng hấp dẫn ánh mắt của tằng quý nguyên cùng với lại thanh vân giờ phút này Diệp Thu Bạch đang chậm rãi tiến vào một trạng thái cực kỳ huyền diệu, Thạch Sinh đột nhiên nói: "Thiên nhân chi cảnh." "Thiên nhân chi cảnh." Tử Y kinh ngạc nhìn. "Thiên nhân chi cảnh trong tình huống cảnh giới không cao hoặc là nắm giữ ý cảnh không đủ sâu. Chỉ cần có thiên phú siêu tuyệt là có thể tiến vào." Dù là Tử Y ở thời điểm cảnh giới còn không cao cũng tiến vào một lần. Nhưng mà với cảnh giới hiện giờ, kiếm đạo của Diệp Thu Bạch còn đạt tới cảnh giới kiếm tiên thế mà vẫn có thể tiến vào thiên nhân chi cảnh hắn làm như thế nào trong lòng đại trưởng lão thánh phù tông cũng kinh hãi không thôi đồng thời thầm nghĩ những chuyện mà tông chủ làm tuyệt đối chính xác loại yêu nghiệt cấp bậc như thế này phải dốc hết toàn lực mượn sức và bảo hộ chỉ cần đối phương trưởng thành ngày nào đó địa vị của thánh phù tông cũng sẽ như nước lên thì thuyền lên tằng quý nguyên cùng lại thanh vân thấy một màn như vậy cũng liếc mắt nhìn nhau bọn họ đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ ngay cả chỗ đặc biệt của cột đá đều không thể phát hiện. Tìm kiếm huyền diệu từ vết kiếm cũng không có chút tiến triển. Còn tiểu bối trẻ tuổi này luyện kiếm một cách bình thường lại tiến vào thiên nhân chi cảnh, đây là chuyện gì, nhưng mà tàng quý nguyên cùng với lại thanh vân cũng không có lựa chọn đánh gãy thiên nhiên chi cảnh của Diệp Thu Bạch. Cả hai lặng lặng xoay người tiếp tục quan sát vết kiếm trên cột đá làm kiếm tiên phải có khí khái trước đó bị truyền thừa kiếm thần làm choáng váng mới bám theo đuôi người ta hiện giờ kêu cho bọn họ quấy rầy một tiểu bối lĩnh ngộ thật sự không làm được một khi làm ra loại chuyện này sẽ gây tổn hại đến kiếm tâm không thể nào cứu vãn ở trung tâm bốn cây cột đá một bóng dáng bên trong thanh kiếm hư ảo nhìn thấy cảnh này mà gật gật đầu cuối cùng cũng có người có thể hiểu được dụng ý của chủ nhân khi thiết lập khảo nghiệm đầu tiên người này có thể kế thừa truyền thừa của chủ nhân hay không đây một người nỗ lực người nhưng không có thiên phú thì trước sau cũng không cách nào đi được quá xa một người có thiên phú mà lại không nỗ lực thì cũng không cách nào đi đến đỉnh phong nhưng mà khi một người vừa có thiên phú lại vừa cực kỳ nỗ lực đối đãi một việc đều có quyết tâm thiên truy bách luyện như vậy chuyện tu đạo đi đến đỉnh cũng không phải viễn vông. Thiếu một trong hai liền không cách nào đi được dài trên con đường tu đạo tràn ngập chông gai. Từ những vết kiếm rậm rạp, rắc rối phức tạp, sâu sâu cạn cạn. Diệp Thu Bạch có thể nhìn ra. Vị tiền bối kiếm thần này đã nỗ lực và trả một cái giá mà người thường nhân khó có thể làm được trên kiếm đạo. Cho nên hắn mới có thể bước vào cảnh giới kiếm thần. Kiếm của Diệp Thu Bạch không ngừng múa may theo hình ảnh nam tử trong đầu theo tốc độ vung kiếm càng lúc càng nhanh lĩnh ngộ kiếm đạo càng ngày càng sâu cùng với năm tháng qua đi từ một thanh niên chậm rãi biến thành trung niên kiếm trong tay cũng càng thêm dày nặng đợi cho tới ngày thứ tư mặt trời từ dưới biển dần dần dâng lên khi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào thân thể mọi người cảnh giới của dịp thu bạch đột phá trong khoảnh khắc này đạt tới nửa bước địa tiên cảnh kiếm ý kiếm tiên quay chung quanh thân dịp thu bạch và kiếm trong tay theo một kiếm chém ngang và đâm tới, kiếm ý cũng sẽ tản ra chung quanh. Đúng lúc này, vết kiếm trên cột đá trước mặt Diệp Thu Bạch trước mặt phát ra một tia linh khí. Có từng sợi kiếm ý ngưng tụ thành một bóng người cầm trường kiếm, động tác phun kiếm cùng với lực độ và tốc độ tương tự như Diệp Thu Bạch, lại thanh vân cùng với tầng Quý Nguyên bị cảnh tượng này hấp dẫn ánh mắt. Bọn họ biết Diệp Thu Bạch đã lĩnh ngộ được được huyền diệu bên trong cột đá cả hai không khỏi bất đắc dĩ liếc nhau lại thanh vân cười khổ cảm khái người trẻ tuổi hiện tại thật sự toàn là yêu nghiệt vẻ mặt vốn không chút cảm xúc của tằng quý nguyên cũng hơi đổi một chút bày ra một nụ cười trông có vẻ khó coi nhưng mà lại không thể không phục đổi một góc độ suy ngẫm có lẽ giới vực trung vĩ độ có thể xuất hiện một kiếm tu thế này cũng không phải chuyện không thể tiếp thu có lẽ hắn có thể kéo kiếm đạo ở giới vực trung vĩ độ lên một tầng cao mới cũng không chừng lại thanh vân cười gật gật đầu thật sự không tồi thấy một màn như vậy tử y cũng không khỏi cười nói người này chắc chắn sẽ có thành tựu trên kiếm đạo thạch sinh tự hào nói tất nhiên rồi đại sư huynh có thiên phú và nỗ lực trên kiếm đạo ta cũng chưa có nhìn thấy ai vượt qua hắn ở hai phương diện này tử y mỉm cười nhìn về phía thạch sinh nói ngươi rất sùng bái hắn nha thạch sinh cực kỳ nghiêm túc trả lời người nỗ lực vĩnh viễn đáng giá để sùng kính và học tập nghe vậy tự y không khỏi nhìn thạch sinh lâu hơn sau đó nhoẻn miệng cười ngươi nói không sai ở thế đạo xem trọng thiên phú hàng đầu có người có thể coi trọng sự nỗ lực đồng dạng có thể thuần khiết vô cấu như thạch sinh cũng càng lúc càng ít dù sao thời điểm người khác nỗ lực kẻ phẩm hạnh không tốt sẽ cười nhạo đối phương nỗ lực như vậy chẳng lẽ là do thiên phú không tốt sao giống như ở trước mặt người khác người mà nỗ lực chính là vì muốn đền bù thiếu hụt trên phương diện thiên phú. Người có phẩm hạnh người tốt thì sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo, khen một câu, sau đó không đặt ở trong lòng. Thạch sinh lại xem trong chuyện này như vậy. Có nghĩa là hắn cũng không giống như những người bình thường đó. Tử y không biết rằng suy nghĩ của thạch sinh rất bình thường. Thạch sinh sinh ra trong một gia đình một phàm nhân. Hắn tu đạo chỉ vì muốn phụ mẫu của mình không chịu đói khổ lạnh lẽo và bị người khác khi dễ chỉ là vì muốn khi cảnh giới của mình đủ cao có thể giúp phụ mẫu kéo dài thọ mệnh thậm chí trường sinh đây vẫn luôn là lý tưởng tu đạo của thạch sinh từ khi bắt đầu cho đến bây giờ không hề thay đổi cho nên một người xuất thân từ gia tộc phàm nhân như hắn muốn bước vào con đường tu đạo lại càng gian nan hơn nỗ lực để đền bù thiên phú cùng với thiếu hụt nội tình gia tộc dù cho sau khi bái nhập vào môn hạ của lục trường sinh hắn không dám chậm trễ lơ là chút nào cho nên hắn mới đồng cảm, tán thành chuyện nỗ lực, nhìn thấy bóng dáng của bản thân mình. Theo kiếm ý sôi trào, kiếm ý trên cột đá cũng đang dần dần thay đổi kiếm ý của Diệp Thu Bạch. Tuy rằng cảnh giới kiếm đạo không có đột phá nhưng người khác lại có thể cảm nhận rõ. Kiếm ý của Diệp Thu Bạch có thêm một phần dày nặng. Đồng dạng cũng càng thêm sắc nhọn. Lúc này Diệp Thu Bạch bỗng dừng luyện kiếm, mở hai mắt ra. Cung kính không người với cột đá, biểu tình nghiêm túc. Bóng người do kiếm ý ngưng tụ thành bên cạnh cũng tan ra hóa thành từng sợi kiếm ý dung nhập vào thanh kiếm hư ảo. Lúc này thanh kiếm hư ảo ở trung tâm bốn cây cột đá có vẻ ngưng thật thêm vài phần. Một tiếng nói từ bên trong thân kiếm truyền ra. Diệp Thu Bạch, thông qua khảo nghiệm thứ nhất. Vừa dứt lời. Tăng Quý Nguyên cùng lại Thanh Vân liền bước nhanh tới bên cạnh Diệp Thu Bạch rồi dò hỏi. Rốt cuộc bên trong cột đá có chỗ nào huyền diệu, nhìn thấy ánh mắt bức thiết của hai người diệp thu bạch không khỏi cười nói hai vị tiền bối quá mức chú ý cái trước mắt tằng quý nguyên cảm thấy khó hiểu hỏi chỉ giáo cho những vết kiếm này là dấu vết mà kiếm thần tiền bối lưu lại từ khoảnh khắc đầu tiên bước lên kiếm đạo không ngừng luyện kiếm mà lưu lại cũng không phải cho các ngươi tìm hiểu kiếm ý bên trong vết kiếm diệp thu bạch cười nói kiếm thần tiền bối lưu lại lữ trình bước vào kiếm đạo của mình trên cột đá Tăng Quý Nguyên cùng lại Thanh Vân nghe xong đều không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó ông quyền với Diệp Thu Bạch. Thụ giáo. Sau khi bước vào cảnh giới kiếm tiên. Hai tên kiếm tiên vẫn không tìm thấy phương pháp đột phá đến cảnh giới kiếm đạo càng cao hơn. Dần dần cũng quên mất kiếm đạo sơ tâm. Ngược lại nghĩ tới chuyện tìm kiếm thiên tài địa bảo nào đó hoặc là truyền thừa của đại năng kiếm tu, tìm kiếm cơ hội đột phá. Có lẽ làm thế này không sai nhưng đối với bản chất kiếm đạo lại là sai lầm. Kiếm đạo một đường, tuy rằng có thể được các nhân tố bên ngoài trợ giúp, nhưng mà xét đến cùng vẫn yêu cầu bản thân tự bước tới. Khi ý tưởng tìm kiếm ngoại vật để đột phá ăn sâu bén rễ, Tằng Quý Nguyên và lại Thanh Vân vốn cũng là kiếm tu có thiên phú kiếm đạo cao lại bị chính tư tưởng của mình vây hãm bên trong. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ không cách nào phát hiện điều huyền diệu ẩn chứa bên trong cục đá lời của Diệp Thu Bạch cũng làm bọn hắn hiểu rõ đạo lý này. Kiếm tâm phủ đầy bụi cứ mở ra như vậy. Lại Thanh Vân cùng Tăng Quý Nguyên đều cảm kích nhìn về phía Diệp Thu Bạch, nói hai người chúng ta đều thiếu ngươi một ân tình. Nếu ngày sau có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ tương báo. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch lập tức kinh hỉ nói lời này là thật, Tăng Quý Nguyên cùng Lại Thanh Vân đều sửng sốt. Bộ dáng này. Sao cứ cảm giác có chút tiện đâu một phù sinh cũng che kín mặt. Sao cảm giác tính cách của đại sư huynh càng ngày càng giống sư tôn? Tằng Quý Nguyên cùng lại Thanh Vân cũng không có rời đi. Trong quá trình lĩnh ngộ, dù Diệp Thu Bạch đã đạt tới kiếm tiên chi cảnh nhưng vẫn có thể lĩnh hội một ít đồ vật. Giống như lời vừa rồi Diệp Thu Bạch nói. Dừng chân tại chỗ lâu rồi dẫn tới tâm cảnh trở nên nôn nóng. Sẽ không còn tin tưởng với thiên phú của mình, đặt hết thảy hy vọng vào truyền thừa cùng với thiên tài địa bảo vì thế cũng tự vây chính mình ở trong một nhà giam đối với kiếm tu mà nói chuyện này phi thường đáng sợ tằng quý nguyên cùng lại thanh vân ẩn tu nhiều năm không có đột phá e rằng đây chính là nguyên nhân chủ yếu hiện giờ trong mắt hai người tuy rằng dịp thu bạch trẻ tuổi tuy rằng cảnh giới tu đạo vẫn không bằng bọn họ nhưng ở phương diện kiếm đạo có lẽ lý giải của dịp thu bạch đối với kiếm đạo còn mạnh mẽ hơn cả hai một ít nếu không làm cảnh giới tu đạo cảnh giới mới nửa bước địa tiên chi cảnh mà kiếm đạo lại đạt tới kiếm tiên chi cảnh đứng cùng một cấp độ với bọn họ cho nên bọn họ vẫn lựa chọn lưu lại nếu không cách nào nhận được truyền thừa vậy thì liền xem xem có thể thu hoạch gì khác từ trên người dịp thu bạch hay không chuyện hai tên kiếm tiên thiên tiên cảnh ở chỗ này hơn nữa còn tìm kiếm lĩnh ngộ từ trên người một tên tiểu bối nếu chuyện này truyền ra bên ngoài chắc chắn sẽ nhấc lên sóng to gió lớn ngay lúc này cách đó không xa có ba bóng dáng cùng nhau bay tới đương đại trưởng lão thấy một màn như vậy cũng hơi sửng sốt là nhị trưởng lão và tam trưởng lão thánh phù tông chỉ là hai người này tới cũng sẽ không khiến đại trưởng lão kinh ngạc một người còn lại là thái thượng trưởng lão chuyện tiểu bối thế mà khiến thái thượng trưởng lão phải xúc động Đại trưởng lão vẫn còn xem nhẹ cân lượng của một phù sinh và mấy người dịp thu bạch trong lòng tông chủ và ba vị thái thượng trưởng lão. Thế nào, trưởng lão râu dài nhìn về phía đại trưởng lão hỏi địch nhân đâu? Sao ta không cảm giác được vết tích của hơi thở xung đột, ạch? À. Đại trưởng lão có chút xấu hổ, hắn cũng không biết nên hội báo tình huống hiện tại như thế nào. Thời khắc mấu chốt vẫn là một phù sinh tiến lên nói trưởng lão, địch nhân đã biến thành bằng hữu. Cái gì? trưởng lão râu dài cảm thấy khó hiểu. Ngay cả nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phía sau hắn cũng hơi ngẩn ra. Địch nhân biến thành bằng hữu, đây là chuyện thế nào, không phải nói có người tới cướp lấy truyền thừa sao, các ngươi chấp tay đưa truyền thừa cho người ta rồi, trưởng lão râu dài trầm giọng hỏi. Đây cũng là khả năng duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Nếu không thì sao hai tên kiếm tiên thiên tiên cảnh trung kỳ có thể dễ dàng hóa thù thành bạn như vậy? Huống hồ truyền thừa nơi này do kiếm thần lưu lại đối với kiếm tu mà nói có sức dụ hoặc lớn thế nào, thẳng đến khi một phù sinh thuộc lại chuyện đã phát sinh một lần. Ba vị trưởng lão mới bừng tỉnh hiểu ra. Sau khi hiểu ra thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Diệp Thu Bạch. Một tên tiểu bối nửa bước địa tiên giúp hai tên kiếm tiên thiên tiên cảnh lĩnh ngộ, lại còn khiến đối phương tâm phục khẩu phục thiếu ân tình, phải biết rằng đây chính là ân tình của cường giả thiên tiên cảnh. Hơn nữa còn là hai tên. Giờ phút này khi bọn họ đặt ánh mắt trên người Diệp Thu Bạch thì lại phát hiện ánh mắt Diệp Thu Bạch đang dại ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là hô hấp khi thì vững vàng khi thì dồn dập. Quanh thân có kiếm ý kiếm tiên bao bọc, tàng quý nguyên và trưởng lão râu dài đồng thời trầm giọng nói ảo cảnh. Có hơi thở huyền diệu tràn ra từ bốn cây cột đá bao phủ lấy Diệp Thu Bạch. Tử y cũng nhẹ giọng nói, xem ra, khảo nghiệm thứ hai chính là ảo cảnh tam trưởng lão thánh phù tông cảm thấy thấy khó hiểu nói đối với kiếm tu mà nói không phải ảo cảnh rất dễ bị công phá sao lại thanh vân cười khổ lắc đầu nói thì nói như vậy nhưng mà người lưu lại khảo nghiệm này là một vị kiếm thần kiếm thần bày ra ảo cảnh để khảo nghiệm tự nhiên có thể đánh vào điểm yếu của kiếm tu rồi nghe được lại thanh vân nói sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng đúng vậy đồng dạng là kiếm tu huống hồ còn là một vị kiếm thần sẽ cực kỳ hiểu rõ kiếm tu. Ảo cảnh mà hắn bố trí để khảo nghiệm kiếm tu như Diệp Thu Bạch Há có thể bình thường, lúc này Ninh Trần Tâm nói, yên tâm đi, Đại sư Huynh phòng thủ kiếm tâm rất kiên cố, chắc chắn có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm này. Chỉ hy vọng như thế. Giờ phút này, Diệp Thu Bạch đã rơi vào ảo cảnh, ngưng trong nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trước mắt có ba cây cột đá. Trên cột đá có ba người, phân biệt là mộ tử tình cùng với một nam tử không nhìn không thấy mặt mũi chẳng qua là từ dáng người và sự quen thuộc diệp thu bạch liền có thể phán đoán người này chắc chắn là sư tôn vì sao có thể mô phỏng vóc dáng nhưng lại không thể mô phỏng được gương mặt chứ đương nhiên đây cũng là kiệt tác của lục trường sinh vì phòng ngừa tình huống như ảo cảnh hiện tại cùng với bị người khác nhìn trộm ký ức muốn tạo thành ảo cảnh tất nhiên phải chiếu rọi những điều quen thuộc nhất từ sâu bên trong ký ức vì thế trong ký ức mỗi một đệ tử Lục Trường Sinh đều phong ấn thân phận của mình. Để không cho người nhìn trộm ký ức cùng với chiếu rọi ký ức không thể biết được thân phận của hắn. Trên một cột đá khác là một thanh kiếm do kiếm ý biến thành. Thanh kiếm này đại biểu cho kiếm đạo và kiếm tâm của Diệp Thu Bạch. Trên ba cây cột đá, hai người cùng với kiếm đạo kiếm tâm đều bị xiềng xích cuốn quanh. Ở chỗ ngực còn có một thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng. Giống như chỉ cần để nhẹ một cái thì thần hồn của bọn họ sẽ bị thanh kiếm cắt nát, mộ tử tình trên cột đá bên trái cũng không có nói gì, cũng không có giải dụ chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía diệp thu bạch. nhưng biểu tình lại mang theo vài phần chua sót. tự hồ đang nói với diệp thu bạch, ngươi làm chuyện mình cho rằng đúng là được, không cần để ý đến ta. kiếm tâm bị trói ở cột đá chính giữa cùng với lục trường sinh không thấy rõ mặt phía bên phải chẳng có phản ứng gì cả, dù sao đều không có mặt. lúc này có một nam tử xuất hiện bên cạnh diệp thu bạch chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, ngươi chỉ có thể lựa chọn một vật hoặc là một người. Lựa chọn xong thì còn lại đều sẽ bị chém giết. Hiển nhiên đang muốn cho Diệp Thu Bạch đưa ra lựa chọn. Đương nhiên, ngươi cũng không cần nghĩ tới chuyện đánh bại ta mạnh mẽ đột phá ảo cảnh, với thực lực hiện tại của ngươi còn không đủ để đánh vỡ ảo cảnh. Đối phương cũng không có dấu giếm đây là ảo cảnh. Dù sao bản thân Diệp Thu Bạch cũng biết đây là ảo cảnh. Nhưng cho dù ở trong ảo cảnh thì sự lựa chọn cũng sẽ ảnh hưởng đến nội tâm Diệp Thu Bạch. Dù là mộ tử tình hay lục trường sinh bị chém giết trong ảo cảnh đều sẽ khiến Diệp Thu Bạch ấy nấy, tự trách bản thân. Đây chính là chỗ lợi hại của mậu tuất ảo cảnh. Có thể mở rộng ảnh hưởng lên bản thân thông qua lựa chọn trong ảo cảnh. Hiện tại, lựa chọn đi. Ảo cảnh khảo nghiệm mà kiếm thần lưu lại tự nhiên sẽ có ảnh hưởng lớn đối với kiếm tu tác dụng của mậu tuất ảo cảnh chính là như thế khi người rơi vào ảo cảnh ở bên trong ảo cảnh đưa ra lựa chọn ảo cảnh sẽ kích thích nội tâm người đó cho dù diệp thu bạch lựa chọn ai đều sẽ phải mất đi hai người còn lại sự tự trách sẽ khiến tâm cảnh của hắn dao động diệp thu bạch nhìn một màn này nhưng sắc mặt cũng không có một chút biến hóa giống như đã sớm có lựa chọn định liệu trước vậy thực lực của ta không thể bài trừ ảo cảnh này đúng không nam tử gật gật đầu nói trừ phi cảnh giới kiếm đạo của ngươi cũng đạt tới kiếm thần chi cảnh. Ta hiểu được. Diệp Thu Bạch suy nghĩ một chút sau đó lấy một khối ngọc bội từ trong ngực ra. Nam tử bên cạnh thấy hành động này mà có chút sửng sốt. Đây là muốn làm cái gì? Lúc này Diệp Thu Bạch lại lẩm bẩm nói, nếu từ bỏ kiếm đạo kiếm tâm mà có thể khiến sư tôn cùng tử tình không chịu đau khổ, có lẽ ta cũng sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn vứt bỏ kiếm đạo kiếm tâm dù sao mất đi kiếm đạo kiếm tâm vẫn có thể tu luyện lại không phải chưa từng làm lại từ đầu đối với dịp thu bạch mà nói thời điểm còn ở mang hoang giới vực hắn đã từng mất đi tu vi và thiên phú một lần rồi nam tử nghe xong lại nhíu mày nói dù cho ngươi có cường đại hơn nữa thì cũng sẽ gặp một thời điểm nào đó mà rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan lúc ấy cũng sẽ phải đưa ra lựa chọn kiếm tu hay là người tu đạo đều như thế dịp thu bạch cười cười gặp phải rồi lại nói Đương nhiên ta cũng sẽ nỗ lực trở nên cường đại, không để cho chính mình rơi vào cục diện như thế. Nam Tử lại lắc lắc đầu, ngươi vẫn quá ngây thơ rồi, dù cho ngươi cường đại như thế nào thì phía trên ngươi vẫn sẽ có tồn tại càng cường đại hơn. Huống hồ ngươi muốn làm như thế nào để đánh vỡ cục diện hiện tại đây, với thực lực của ngươi còn không đủ để mạnh mẽ đánh vỡ ảo cảnh, bảo toàn hai người một vật trước mắt. Đúng vậy. Diệp Thu Bạch cười nói, với thực lực của ta tự nhiên không được nhưng ngươi cũng không có nói là không thể dựa vào ngoại vật. Nói xong, Diệp Thu Bạch liền ném ngọc bội lên trên không. Tức khắc, có kiếm chi đạo tắc điên cuồng tuôn ra từ ngọc bội. Nam Tử nhìn thấy một màn này mà kinh hãi, cổ kiếm chi đạo tắc này so với kiếm ý kiếm thần của hắn, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh đối mặt với cổ kiếm chi đạo tắc này cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đột phá đến kiếm thần chi cảnh cũng đã bước vào ngưỡng cửa kiếm chi đạo tắc nhưng kiếm chi đạo tắc trước mắt lại cực kỳ thuần túy giống như người có được cổ kiếm chi đạo tắc này chính là người trưởng khống kiếm đạo diệp thu bạch mỉm cười nhìn lên kiếm chi đạo tắc điên cuồng tuôn ra sau đó là một bóng dáng áo trắng xuất hiện sau khi ngọc bội rách nát bóng dáng áo bào trắng nhìn xuống bất đắc dĩ nói lại chọc phải chuyện gì diệp thu bạch bất đắc dĩ buông tay nói sư tôn ta rơi vào ảo cảnh ảo cảnh lục trường sinh ngẩn người nói chính là cái ảo cảnh rách nát thôi ngươi gọi ta tới làm cái gì vừa nói xong lục trường sinh liền đưa mắt nhìn quanh liếc mắt một cái liền nhìn ra cấu tạo của mậu tuất ảo cảnh và nguyên lý ngay sau đó hắn không khỏi nói chật chật ảo cảnh này có tác dụng không tồi nhưng mà có quá nhiều lỗ hổng nha giống như nơi này lại giống như nơi đó trong lúc nhất thời Nam tử nâng đầu ngây ngốc nhìn chầm chầm lục trường sinh chỉ điểm ảo cảnh mà năm đó hắn vất vả lắm mới thiết lập được. Kết quả bị đối phương chỉ ra ít nhất 3-40 lỗ hổng, hơn nữa những lỗ hổng này còn khiến hắn không cách nào phản bác. Huynh đệ à ta là một tên kiếm tu, không phải trận pháp sư, cho dù có lỗ hổng cũng là chuyện rất bình thường có phải không? Có cần đã kích người ta như vậy không? Không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao, tốt xấu gì ta cũng là một tên kiếm thần nha, Lục Trường Sinh kinh thường nhìn về phía Diệp Thu Bạch, chút chuyện vặt vảnh này cũng gọi ta tới, thực sự có Diệp Thu Bạch ngươi thôi. Diệp Thu Bạch xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó chỉ tay về phía ba cây cột đá. Chủ yếu là thực lực của đồ nhi thực lực còn không đủ để phá vỡ ảo cảnh này nhưng mà muốn phá vỡ ảo cảnh cần phải chọn một bỏ hai. Tuy rằng trong lòng đồ nhi sẽ tuyển chọn sư tôn ngài, nhưng cũng không thể bỏ tử tình nha, tốt lắm, Diệp Thu Bạch, hoàn toàn học hư, nhưng mà sau khi lục trường sinh nghe xong thì tâm tình phiền muộn vì bị Diệp Thu Bạch gọi tới được cọ rửa một ít. Hắn hừ lạnh một tiếng nói xem như không có phí công nuôi dưỡng nghiệt đồ ngươi. Sau đó lục trường sinh nhìn về phía nam tử, hỏi hắn là địch nhân sao? Tuy rằng chỉ còn lại một sợi tàn hồn nhưng vẫn nên tiêu diệt, đoạn tuyệt hậu hoạn. Sắc mặt nam tử tức khắc biến đổi, không phải đâu huynh dệ. Không đúng, là tiền bối, ta chỉ còn một sợi tàn hồn không tồn tại được bao lâu nữa, mà ngươi còn muốn đoạn tuyệt hậu hoạn, giết người diệt khẩu. Huống hồ ta cũng không phải địch nhân nha, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà trong nội tâm nam tử từ mất mát vị khuất chuyển sang hoảng sợ. Giống như tàu lượng siêu tốc lên lên xuống xuống. A à, không đúng, tâm tình cũng không quá tốt. Chính là biên độ nhấp nhô lớn hơn trước một chút mà thôi. Diệp Thu Bạch vội vàng xua tay nói, không phải sư tôn, hắn là chủ nhân nơi truyền thừa này, ta đây đang tham gia khảo nghiệm. Có phải không? nghe đến đây lục trường sinh vội vàng thay đổi sắc mặt giống như biểu diễn kịch vậy trong thời gian ngắn liền chuyển cảnh chuyển vai xoa xoa tay cười làm lành nói huynh đệ à hiểu lầm chỉ là hiểu lầm như vậy ta cũng không diệt ngươi sau đó thứ gì tốt cứ đưa hết cho nghiệt đồ của ta đi dù sao ngươi cũng sắp không còn tồn tại để đồ nhi của ta làm nóng vật truyền thừa của ngươi một chút không phải cũng khá tốt sao ngươi thấy có đúng không nam tử cái gì mà ta sắp không còn tồn tại tuy rằng đây là sự thật nhưng nghe ngươi thì cảm giác có gì đó khác lắm thôi được rồi sau đó lục trường sinh nhìn về phía diệp thu bạch nói diệp thu bạch mau mau lấy lòng a không đúng phải tôn kính tiền bối có biết không nói xong liền nháy mắt với diệp thu bạch ý bảo làm cho tốt rồi phất phất tay tức khắc có kiếm ý điên cuồng tuôn ra ảo cảnh bị phá trong nháy mắt sau đó lục trường sinh cũng nhanh như chớp biến mất tại chỗ giống như chưa từng xuất hiện qua nam tử ngây ngốc nhìn một màn này dịp thu bạch thật cẩn thận dò hỏi tiền bối hiện tại có tính là ta đã thông qua nghiệm này hay không nam tử nhìn về phía dịp thu bạch ánh mắt có chút bất đắc dĩ cũng chỉ đành gật đầu nói rốt cuộc cũng không có nói là không thể mượn dùng ngoại lực xem như thông qua chỉ là sắc mặt nam tử nháy mắt trở nên nghiêm túc nói sau này ngươi nhất định cũng sẽ trải qua tình huống phải lấy hay bỏ phải đưa ra lựa chọn hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ đưa ra lựa chọn khiến mình không cảm thấy hối hận một khi tâm cảnh dao động kiếm tâm cùng với kiếm đạo của ngươi cũng sẽ dao động đã hiểu rõ chưa hắn nhìn ra được dịp thu bạch là một hạt giống tốt cho nên hắn không hy vọng hạt giống tốt thế này bị mất đi ánh sáng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha